Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 13. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn kéo cung cài tên, nhắm vào con ngựa bị thương nghiêm trọng trên mặt đất, tất cả mọi người đều không nhịn được kêu lên sợ hãi. Sắc mặt Dương Phỉ Phỉ càng đen như đáy nồi, cắn răng nói, phô trương thanh thế. Nếu anh dám động ngựa của tôi sẽ để cho cả nhà anh chôn cùng nó. Ma Đô Dương ra uy nghiêm, anh không thể xúc phạm. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, trá lại tôi muốn nhìn xem, Ma Đô Dương ra uy nghiêm, lợi hại bao nhiêu. Đừng nói chỉ là một Dương gia, cho dù là từng là độc quyền giàu nhất Hoa Quốc, ở trong mắt hắn cũng không tính là cái gì. Thậm chí, Cổ Tân Tư Cơ, vị siêu cấp trùm lớn đến từ Tuyết Quốc này, nắm trong tay huyết mạch kinh tế của một quốc gia lớn như vậy, hắn làm gì từng để vào mắt. A, à, dây cung buông lỏng, mũi tên bay ra. Phập, một tiếng vang trầm thấp, đầu ngựa bị xuyên thủng, con ngựa này ngay cả hừ cũng không hừ nổi một tiếng, trong nháy mắt chết ngay tại chỗ. Nào, nói cho tôi biết, cô có uy nghiêm gì? Tề Chờ Nhàn buông cung composite xuống, thản nhiên hỏi. Đầu óc Dương Phỉ Phỉ thoáng cái nổ tung, tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Ngựa của cô là chuyện nhỏ, 60 triệu đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là một cọng lông trên 9 con trâu. Thế nhưng, Tề Đẳng Nhàn lại ở trước mặt cô, một mũi tên bắn chết ngựa của cô, đồng nghĩa với hai cái tát này trực tiếp vả lên mặt nàng. Dương Quan Quan nhìn thấy một màn này, không nén nổi cảm giác sợ hãi mà đứng lên, cô ở Dương gia mười mấy năm, nếm qua không ít khổ sở, đối với những người của Dương gia này đều vô cùng sợ hãi, nhìn thấy sự tức giận trên mặt Dương Phỉ Phỉ lúc này, cô càng luống cuống tay chân. Đầu Kiều Thu Mộng cũng có chút nổ tung, cái tên Tề Đẳng Nhàn này, thật sự là đi tới chỗ nào, chọc đến chỗ đấy, bây giờ, lại dám xúc phạm người của Ma Đô Dương gia. Ma Đô chính là đô thị tài chính. Dương gia có thể đứng sừng sững chiếm một nơi ở Ma Đô, có thể tưởng tượng là có tiền như thế nào, mạnh mẽ như thế nào. Tề Đẳng Nhàn chỉ là một con rối bị đẩy đến trước đài mà thôi, lúc nào cũng có thể bị coi là con rơi bị vứt bỏ, có tài cán gì, dám bắn chết ngựa quý của Dương gia. Tên này điên rồi, một tên mặt trắng được bao nuôi mà thôi, lại dám bắn chết ngựa của cô Dương. Đây là không để Ma Đô Dương gia vào mắt mà. Hắn cảm thấy Dương gia ở Ma Đô xa xôi, không làm gì được hắn. Thật ngây thơ. Người của Ma Đô Dương gia cũng dám chọc vào, điển hình là nước vào não rồi. Tôi nhớ rõ tỉnh Đông Hải chúng ta có một vị con trai của nhân vật lớn trêu chọc người của Dương gia. Kết quả, trong vòng một tháng, vị nhân vật lớn này bị thua lỗ đến cùng cực. Con trai của ông ta, bị cắt đứt chân tay, đến bây giờ vẫn còn điên điên khùng xin cơm trên đường. Mọi người thấp giọng nghị luận. Dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy mạng hắn không còn dài. Vẻ mặt Dương Phỉ Phỉ giữ tợn đánh giá Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan, nói, được, rất tốt. Dương Quan Quan đồ con hoang có bản lĩnh này, tìm một tên đàn ông quê mùa dám khiêu chiến với tôi. Dương Quan Quan vẻ mặt đỏ bừng, vẻ mặt hoảng sợ, một câu phản bác cũng không dám nói. Cô biết ơn Tề Đẳng Nhàn cứu mình, nhưng lại chán nản khi Tề Đẳng Nhàn bắn chết ngựa của Dương Phỉ Phỉ. Bây giờ, một chút đường sống cũng không có. Đúng lúc này, ông chủ câu lạc bộ Thượng Động Triệu Mộng Long cưỡi một con ngựa lớn màu đen tới, nhìn thấy hãn huyết bảo mã nằm trên mặt đất, còn có một mũi tên cắm trên đầu ngựa, không khỏi sửng sốt. Cô Dương, đây là làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với con ngựa của cô? Triệu Mộng Long kinh ngạc vô cùng hỏi. Triệu hội trưởng anh tới vừa đúng lúc, Dương Phỉ Phỉ sau khi nhìn thấy Triệu Mộng Long, sắc mặt âm trầm trở nên đẹp hơn rất nhiều. Triệu Mộng Long từ trên lưng ngựa lớn nhảy xuống, vẻ mặt lạnh lùng nói, là có người tìm cô Dương gây phiền phức. Đây là Triệu Mộng Long, Triệu Tổng của câu lạc bộ Thượng Động. Câu lạc bộ Thượng Động do Hắc Long Thương Hội nắm giữ quản lý, Triệu Mộng Long là em trai ruột của Triệu Hắc Long tiên sinh. À, Triệu Mộng Long, một trong hai con rồng của Hắc Long Thương Hội. Lần này bọn họ chết chắc rồi. Cô Dương cũng không cần sử dụng của sức mạnh của Ma Đô Dương gia. Triệu Mộng Long tiên sinh là phó hội trưởng Hắc Long Thương Hội, đồng nghĩa với quyền thế ngập trời, mấy năm nay, cũng không biết bao nhiêu tên không có mắt chết thảm dưới tay anh ta. Ta nhớ Triệu Mộng Long tiên sinh vẫn luôn theo đuổi cô Dương chứ. Hy vọng có thể cùng Ma Đô Dương gia có quan hệ, liên thủ mạnh mẽ. Triệu Mộng Long xuất hiện, làm cho các thành viên ở đây đều ghé tai nhau một phen. Đây chính là nhân vật phong vân của Trung Hải, nhị đương gia của Hắc Long Thương Hội.
Dương Phỉ Phỉ đưa tay chỉ Dương Quan Quan, lạnh lùng nói, con nhỏ này, làm con ngựa tôi sợ hãi. Sau đó, tên mặt trắng nhỏ mà cô ta bao nuôi, để bảo vệ cô ta, giết chết con ngựa của tôi. Triệu Mộng Long sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp đi tới trước mặt Dương Quan Quan, nói cô có biết cô Dương là khách quý tôi mời tới không? Dương Quan Quan vẻ mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ nói, Triệu Tổng. Tôi không có làm ngựa của cô ấy sợ hãi, là cô ấy phi ngựa đến đâm tôi. Tôi không muốn nghe những lời giải thích này, tôi chỉ biết cô là kẻ thấp hèn hạ tiện đắc tội cô Dương. Triệu Mộng Long lạnh lùng xua tay nói. Trong lòng Dương Quan Quan ngay lập tức là một mảnh tuyệt vọng, quả nhiên, cường quyền đều là ủng hộ cường quyền, căn bản sẽ không để ý đến sống chết chóc của những người nhỏ bé như bọn họ. Muốn đấu đá với Dương gia, cô còn lâu mới đủ tư cách. Thậm chí, tránh bị người của Dương gia khi dễ, cô cũng không làm được. Lấy thẻ hội viên của cô ra, Triệu Mộng Long thản nhiên nói. Tôi không có, bạn tôi đã đưa tôi vào. Dương Quan Quan đỏ mặt thấp giọng nói. Mọi người nhất thời cười ha ha, cả đám nhao nhao lắc đầu. Quả nhiên là một con sâu đê tiện, ngay cả thẻ thành viên cũng không làm được, còn có mặt mũi cùng cô Dương khiêu chiến. Đúng vậy, cô Dương coi như là cố ý phóng ngựa đụng cô, vậy cô thành thật thật để cho cô ấy đụng chết không phải là tốt rồi sao? Nó cũng có thể mang lại một số tiền cho gia đình. Thật không biết làm sao hai cái bào thai thấp hèn này có thể trà trộn vào câu lạc bộ thượng động, còn dám đắc tội cô Dương. Những lời cay nghiệt này, làm cho Dương Quan Quan đối mặt với Dương Phỉ Phỉ vốn cảm giác được sợ hãi cùng tự ti, vào giờ phút này rơi nước mắt. Kiều Thu Mộng trầm mặt nói, Triệu Tổng, tôi là thành viên, dựa theo quy tắc của câu lạc bộ, một thành viên có thể mang theo một người bạn, tôi theo quy tắc mà đến. Triệu Mộng Long nói, ai nói có thể, tôi chưa bao giờ nói điều đó. Kiều Thu Mộng ngẩn người. Triệu Mộng Long nói, câu lạc bộ là do tôi mở, tôi muốn lập quy tắc gì, muốn bỏ đi quy tắc nào, đó là chuyện của tôi. Bây giờ, tôi rõ ràng nói cho cô biết, quy tắc này, không tồn tại. Nếu cô đã dám mang người không phải thành viên vào, vậy cô cũng phải gánh trách nhiệm liên quan. Dương Phỉ Phỉ ở một bên cười lạnh, ngồi chờ Triệu Mộng Long giúp mình ra xả cơn giận này. Mặt Kiều Thu Mộng không kìm nổi trắng bệch, quả nhiên, sự việc lớn rồi, cô cũng bị liên lụy. Còn có anh, là anh bắn chết ngựa của cô Dương. Triệu Mộng Long quay đầu, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, thản nhiên hỏi. Là tôi, Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, vẻ mặt lười nhác. Triệu Mộng Long đưa tay chỉ vào giữa sân, nói, đứng đó đi. Mọi người khó hiểu. Đứng đó đi, tôi bắn anh 10 mũi tên, nếu anh có thể không chết, hôm nay tôi sẽ cho anh rời khỏi câu lạc bộ. Về phần hai người phụ nữ này, một người giao cho cô Dương xử lý. Một người khác, đến hộp đêm dưới danh nghĩa của tôi làm người bồi rượu một tháng, làm đủ một tháng sau, tôi để cho cô ấy đi. Triệu Mộng Long một dáng vẻ cao cao tại thượng hất hàm sai khiến, đưa tay cầm lấy một cây cung composite. Lời yêu cầu Triệu Mộng Long khiến sắc mặt của tất cả mọi người ở đó đều trở nên tái nhợt, không ngờ cách trừng phạt của anh ta lại độc đáo đến thế. Dương Phỉ Phỉ thế mà lại vỗ tay khen ngợi, hay lắm, không ngờ hội trưởng Triệu lại sáng tạo như vậy, tôi thích điểm này ở anh, vậy dùng cách này để dạy dỗ cậu ta đi. Cô ta đã biết trước dáng vẻ của Tề Đẳng Nhàn bị Triệu Mộng Long bắn thành cây sàng. Triệu Mộng Long là quán quân cấp tỉnh của một giải đấu bắn cung nghiệp sư, chim ở trên trời. Anh ta còn bắn hạ được, để anh ta bắn 10 mũi tên. Chuẩn bị chờ chết đi. Đáng đời, ai bảo tên kia ra vẻ không biết sống chết, bắn chết con ngựa quý của cô Dương, lần này, đến lượt cậu ta gặp xui. Kỹ thuật bắn cung của Triệu Mộng Long là số 1 của tỉnh Đông Hải. Nỗ lực luyện tập mấy năm, nói không chừng có thể cạnh tranh với các cung thủ chuyên nghiệp. Tôi cá hội trưởng Triệu sẽ không bắn chết cậu ta, cùng lắm cũng chỉ biến cậu ta thành kẻ tàn phế mà thôi. Để nửa đời còn lại nằm trên giường bệnh mà hối hận. Sau một hồi kinh ngạc, mọi người lại bắt đầu thảo luận ầm ĩ, từng người một mang theo ánh mắt giễu cợt hướng về phía Tề Đẳng Nhàn, thậm nghĩ sắp có kịch hay để xem rồi. Sắc mặt Dương Quan Quan trắng bệch đến mức có chút dọa người, nói, hội trưởng Triệu. Tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra, xin anh hãy bỏ qua cho bạn của tôi, có gì thì cứ để tôi chịu trách nhiệm. Một con đĩ như mày, có chịu trách nhiệm nổi không? Là ai đã cho mày cái sự tự tin đó, lại có thể nói ra những lời huênh hoang như thế? Dương Quan Quan nghe xong những lời Dương Quan Quan nói,
liền trực tiếp cười lớn, trên mặt hiện lên đầy sự khinh bỉ. Triệu Mộng Long cầm cung tên trong tay, nói quần áo của cô ra phải để mọi người chiêm ngưỡng, nếu mọi người cảm thấy vui vẻ, tôi có thể cân nhắc. Kiều Thu Mộng nhẫn nhịn, nói, làm người thì làm việc gì cũng nên chừa đường lui cho người khác, các người có cần ức hiếp người quá đáng vậy không? Nói thế nào thì Dương Quan Quan cũng cùng chung huyết thống với cô mà, Dương Phỉ Phỉ. Cùng chung huyết thống, tôi khinh, cô ta chính là nỗi nhục nhã của Dương gia chúng tôi, Dương Phỉ Phỉ khoanh tay cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn đưa tay lên ngoái tai, không vui, đáp đây là loại ngôn thô tục gì thế? Vậy thì như thế này đi, cậu tên là Triệu Mộng Long đúng không? Tôi không cho cậu một cơ hội. Tôi có quen biết với anh cậu, Triệu Hắc Long. Cậu thích người khác cởi đồ ra cho cậu xem. Vậy cậu qua đó cởi đồ của Dương Phỉ Phỉ ra cho mọi người chiêm ngưỡng, tôi có thể nể mặt anh trai cậu mà bỏ qua cho cậu là lần này. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nói xong, hiện trường bùng nổ ngay lập tức. Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái hướng về Tề Đẳng Nhàn. Ngay cả Dương Phỉ Phỉ và Triệu Mộng Long cũng vô cùng ngạc nhiên. Sắc mặt Kiều Thu Mộng trắng bệch, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn điên rồi. Lần trước cô ta từng nhìn thấy Hắc Long nhượng bộ Tề Đẳng Nhàn, nhưng sau đó Tề Đẳng Nhàn đã nói rằng đó là vì từng chăm sóc Triệu Hắc Long trong tù. Sự việc lần trước cũng đã qua rồi, chút tình nghĩa ấy cũng chấm dứt. Vậy mà bây giờ hắn dám nói ra những lời huy anh hoang như thế. Triệu Mộng Long là em trai ruột của Triệu Hắc Long, Triệu Hắc Long sẽ vì chút tình nghĩa kia mà bảo vệ hắn, không hướng về em trai của mình ư. Sao điều đó có thể xảy ra được chứ? Dương Quan Quan cũng sửng sốt nhìn Tề Đẳng Nhàn, từ nhỏ đến lớn, cô ta bị những người liên quan đến Dương gia bắt nạt không ít, thỉnh thoảng ở bên ngoài cũng có người đi đường tốt bụng nó đỡ, chỉ là bất kể là ai, ngay cả do thám của sở kiểm sát sau khi biết đối phương là người của Dương gia liền giả vờ như không nhìn thấy gì hết. Tề Đẳng Nhàn là người đầu tiên sau khi biết thân phận của đối phương vẫn dám đứng ra thay cô chút giận. Cậu điên rồi sao, ăn nói nhố nhăng như vậy, não bị uống nước à? Đồ tạp chủng, bắn chết ngựa của tôi, mà còn dám nói những lời sỉ nhục tôi vậy à? Xem ra, cậu thật sự không để Dương gia ở Ma Đô chúng tôi vào mắt. Đừng nói là cậu quen biết hội trưởng Triệu, cho dù cậu quen biết chủ tịch Dương Lệnh Quang, hôm nay tôi nhất định sẽ cho cậu chết tại nơi này. Dương Phỉ Phỉ nổi lên cơn giận dữ. Mặt mũi của Triệu Mộng Long cũng trở nên u ám, cười lạnh nói, cậu nghĩ bản thân là cái gì? Chỉ là một tên tiểu bạch kiểm được người khác bao nuôi mà thôi, anh tôi còn cần cậu nể mặt sao? Tiểu bạch kiểm, ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, xinh đẹp được người khác bao nuôi hoặc sống dựa vào người khác, thường được dùng với ý châm biếm. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, đáp, hay là cậu thử gọi cho anh cậu xem, tôi nể mặt anh ta dám không nhận. Đồ ngu, đi chết đi! Triệu Mộng Long hừ lạnh một tiếng, dương cây cung phù hợp nằm trong tay lên. Cùng lúc Tề Đẳng Nhàn bắt lấy một cây cung phù hợp dương lên. Rút ra một mũi tên từ túi rồi đặt lên dây cung. Phút, một âm thanh chói tai vang lên, mũi tên của Triệu Mộng Long được bắn ra, lao thẳng đến giữa lông mày của Tề Đẳng Nhàn. Tất cả mọi người đều hét lên, một vài cô gái che mắt lại vì sợ nhìn thấy cảnh Tề Đẳng Nhàn bị mũi tên đâm xuyên qua đầu. Dây cung trong tay Tề Đẳng Nhàn cũng phát ra âm thanh, một mũi tên lao ra trong nháy mắt. Hai mũi tên va chạm vào nhau trên không trung, một tia lửa được tạo ra bởi vụ va chạm. Mũi tên do Tề Đẳng Nhàn bắn từ phía sau thực sự đã trúng mũi tên của Triệu Mộng Long, điều đó giúp hắn sống sót. Cái gì? Kỹ thuật bắn cung của tên này? Triệu Mộng Long là quán quân của giải vô địch bắn cung toàn tỉnh đấy. Thế mà lại có người sở hữu kỹ thuật bắn cung đỉnh hơn anh ta. Tôi bị hoa mắt rồi ư? Triệu Mộng Long bắn cậu ta trực tiếp bắn bay mũi tên của Triệu Mộng Long luôn. Một vài người chứng kiến cảnh tượng này đã không tin vào mắt mình nữa, bởi vì hiện thực nó quá khoa trương. Triệu Mộng Long cũng không dám tin, trong hội bắn cung nghiệp sư, lại có người có kỹ thuật bắn cung lợi hại hơn anh ta, nghe xong mấy lời bàn tán kia, sự tức giận trong người càng dâng cao. Bốp bốp bốp, Triệu Mộng Long không nói hai lời, gia tăng tốc độ, liên tiếp bắn liền ba mũi tên. Tề Đẳng Nhàn mặt không biểu cảm, sau khi Triệu Mộng Long bắn, ngay lập tức hắn đáp trả bằng một mũi tên. Bộp, 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 ba âm thanh sắc, ba chuỗi tia lửa. Ba mũi tên mà Triệu Mộng Long bắn lao nhanh về phía Tề Đẳng Nhàn, không có ngoại lệ, tất cả đều bị Tề Đẳng Nhàn bắn trúng.
Sắc mặt Triệu Mộng Long dần trở nên trắng bệch, bây giờ anh ta có thể chắc chắn kỹ thuật bắn cung của người này thâm uyên hơn anh ta. Mục tiêu của anh ta là đầu của Tề Đẳng Nhàn, mà mục tiêu của Tề Đẳng Nhàn là mũi tên mà anh ta bắn ra. Triệu Mộng Long muốn bắn mũi tên thứ tư, Tề Đẳng Nhàn không còn nhường anh ta nữa, giương lên mũi tên đầu tiên. Phốc! Triệu Mộng Long cảm nhận được lòng bàn tay đau nhói, vội vàng bỏ cây cung xuống, sau đó là một cảm giác đau đến thấu xương truyền từ lòng bàn tay đến. Nhìn xuống thì thấy một mũi tên xuyên qua lòng bàn tay chảy rất nhiều máu. Quán quân của tỉnh. Ở đây. Tề Đẳng Nhàn bình thản hỏi, tùy ý ném cây cung sang một bên. Mọi người nhìn đến cảnh này thì không khỏi sững sờ, đường đường là quán quân giải vô địch bắn cung của tỉnh Đông Hải, thế mà lại bị Tề Đẳng Nhàn đánh bại, hơn nữa còn bị đánh bại một cách nhục nhã như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tề Đẳng Nhàn để anh ta bắn đủ 4 mũi tên. Cậu chết chắc rồi. Dám bắn bị thương chủ tịch câu lạc bộ Triệu Mộng Long, 10 mạng cũng không đủ để cho cậu dùng. Cậu đắc tội với Dương gia ở Ma Đô có lẽ sẽ không chết ngay, đó dù sao cũng là thế lực bên ngoài, nhưng cậu làm hội trưởng Triệu Bị, tôi bảo đảm cậu sẽ không nhìn thấy mặt trăng của tối nay. Đúng là không biết sợ, cậu không biết thương hội Hắc Long là thế lực gì sao? Lát nữa để tôi xem cậu chết như thế nào. Mọi người đều la hét, không ngờ rằng Triệu Mộng Long sẽ thua. Càng không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn sẽ bắn bị thương anh ta. Cậu dám làm tôi bị thương. Triệu Mộng Long che lấy cổ tay với mũi tên đang cắm trong đó, hét lên gay gắt. Đến cả Dương Phỉ Phỉ cũng không thể không kinh ngạc, tên này cũng to gan quá đấy, thế mà lại dám làm Triệu Mộng Long bị thương ngay trên địa bàn của anh ta. Sau khi Dương Quan Quan nghe Triệu Mộng Long gào thét, bị dọa đến sắc mặt khó coi, nắm lấy tay của Kiều Thu Mộng, hỏi, Mộng Mộng. Chúng ta phải làm sao đây? Kiều Thu Mộng cũng hoang mang lo sợ, thì thầm đáp, làm sao bây giờ, tớ cũng không biết nên làm sao đây. Tề Đẳng Nhàn đắc tội với Dương Phỉ Phỉ, lại còn làm Triệu Mộng Long bị thương. Duy chỉ có Lý Vân Uyển thần sắc bình ổn đứng một bên, trong mắt cô ấy, kẻ dám đối đầu với một con rồng ngọc cương ngạnh như Tề Đẳng Nhàn, không phải đám cá tạp kia có thể đối phó được. Triệu tiên sinh, .ans anh không sao chứ? Tôi bằng lòng chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả, xin anh đừng tức giận. Mặc dù hiện tại Dương Quan Quan vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn đứng lên. Cô ta biết tất cả đều do cô ta mà ra, vì thế, phần trách nhiệm này nên để cô ta chịu. Cút ra, Triệu Mộng Long giơ tay lên giáng một cái tát thật mạnh lên mặt của Dương Quan Quan, mạnh đến mức khiến Dương Quan Quan phải nuốt những lời đang nói vào bụng. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn dần trở nên u ám, đột nhiên hắn bước lên phía trước. Trong chốc lát đã đứng trước mặt Triệu Mộng Long. Xin lỗi đi. Tề Đẳng Nhàn nhìn chằm chằm Triệu Mộng Long, thấp giọng nói. Xin lỗi, bảo Triệu Mộng Long tôi đi xin lỗi mấy kẻ hèn hạ các người. Triệu Mộng Long phẫn nộ, tát vào mặt Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn đỡ lấy cái tát, bóp chặt cổ tay của anh ta, cười như không cười nói, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, huống hồ người cậu đánh là thú ký của tôi. Triệu Mộng Long nghiến răng đáp, tôi đánh cô ta thì có làm sao? Lát nữa tôi nhất định sẽ xử lý hết đám chó cái hôi thối kia, trước tiên sẽ tính toán mối thù cậu đã bắn tôi. Nói đi, cậu muốn chết như thế nào? Tề Đẳng Nhàn không khỏi bật cười, nói cậu muốn bắn chết tôi, vậy tại sao tôi không được bắn cậu? Hơn nữa, tôi còn nương tay mà. Ánh mắt Triệu Mộng Long lạnh lẽo, hung hãn đáp, tôi muốn giết chết cậu, đó là cái giá cậu phải trả. Ai kêu cậu dám lộng hành ở địa bàn của tôi? Tôi muốn giết chết cậu, đó cũng là điều hợp tình hợp lý và hợp pháp cậu nên đứng đó để tôi bắn một mũi tên vào đầu cậu. Nhưng mà cậu phản kháng rồi, đó là điều không hợp tình hợp lý, thậm chí là vi phạm pháp luật. Bởi vì đây là địa bàn của tôi. Địa bàn của tôi, luật của tôi là lớn nhất. Tề Đẳng Nhàn ồ lên một tiếng, sau đó nắm lấy mũi tên ở bên tay còn lại, lắc mạnh nói, vậy cậu đúng là lợi hại. Dọa chết tôi rồi. Triệu Mộng Long hét lên giống như một con lợn đang bị làm thịt, đau đớn đến mức quỳ xuống dưới chân Tề Đẳng Nhàn, cơ thể liên tục co giật, gần như là bất tỉnh. Mọi người xem đến đây không khỏi rùng mình. Tên này không phải điên rồi chứ, cậu ta biết hôm nay không thể ra khỏi đây, nên kéo theo người chết chung đấy chứ. Tôi thấy cậu ta chắc chắn là có ý đồ này, mọi người tránh xa cậu ta ra một chút. Đừng khiêu khích cậu ta, kẻo bị kéo chết chung đấy. Cô Dương,
tránh xa tên sát nhân đó ra đi, cậu ta cũng biết mình sắp phát điên rồi. Sắc mặt Dương Phỉ Phỉ cũng tái nhợt, vội lùi về sau mấy bước, sợ Tề Đẳng Nhàn bị dồn vào đường cùng, kéo theo cô ta chết chung. Lúc này, bảo vệ của câu lạc bộ Thượng Động cũng gấp gáp chạy đến nơi. Tổng cộng có mấy chục người, trên tay mỗi người đều có một cây gậy, đều là một khối dày đặc, cùng nhau chạy qua có vẻ rất ngột ngạt. Tề Đẳng Nhàn, cậu mau buông hội trưởng Triệu ra, cậu mười bị đánh chết sao? Kiều Thu Mộng không khỏi lo lắng, lớn tiếng khiển trách. Khi đàn ông làm việc, phụ nữ nên im lặng, Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn Kiều Thu Mộng, bình thản nói. Kiều Thu Mộng sửng sốt một lúc, sau đó liền đỏ mặt, đây là lần thứ hai Tề Đẳng Nhàn nói với cô mấy lời này. Kiều Thu Mộng quay đầu nói với Lý Vân Uyển, cậu với anh ấy có quan hệ tốt, cậu đi thuyết phục anh ấy đi. Lý Vân Uyển có chút ngạc nhiên, sau đó khóc cũng không được mà cười cũng không xong, các người là vợ chồng, sao lại nhờ tôi đi thuyết phục, đây là cái lý lẽ gì thế? Nhưng mà mặt mũi của Kiều Thu Mộng vẫn phải giữ, nhưng cô chưa kịp mở miệng, mặt của Triệu Mộng Long đã bị giáng một cái tát thật mạnh. Tề Đẳng Nhàn nhấc Triệu Mộng Long đến trước mặt bảo vệ, rút mũi ở tay của Triệu Mộng Long ra, chĩa vào cổ họng anh ta. Không được qua đây, nếu tiến thêm bước nữa, sếp của các người sẽ chết tại đây, Tề Đẳng Nhàn cười nửa miệng nói. Đám bảo vệ lập tức không dám tiến lên, vô cùng sợ hãi. Lý Vân Uyển biết tình hình không ổn, vội kéo Dương Quan Quan và Kiều Thu Mộng ra phía sau Tề Đẳng Nhàn. Phòng trừ việc bị bắt làm con tin dọa Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không thể không tán thưởng Lý Vân Uyển. Vị ngự tỷ này, trước đây khá rụt rè, sau đó đi theo hắn gặp nhiều hoàn cảnh như này, ngược lại bây giờ lại là người bình tĩnh nhất, to gan nhất. Hừ, cho dù cậu thoát ra khỏi câu lạc bộ này dựa vào việc bắt giữ hội trưởng Triệu, thì cậu cũng không sống nổi qua đêm nay, Dương Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng. Nói, thương hội Hắc Long là nơi cậu có thể đắc tội sao? Xin lỗi tôi đã đắc tội rồi, Tề Đẳng Nhàn nhún vai, thản nhiên đáp. Hô hấp của Dương Phỉ Phỉ ngưng trệ, tên này đơn giản chỉ là một tên không hiểu đạo lý, nói gì cũng không khuyên ngăn được. Triệu Mộng Long đã cạn kiệt sức lực vì sự dày vò, anh ta nhìn Tề Đẳng Nhàn với vẻ mặt oán giận, anh muốn làm. Tôi chẳng hứng thú gì với việc giết chết anh, chỉ là tôi có chút hứng thú với câu lạc bộ này của anh. Vậy như thế này đi. Anh đem câu lạc bộ này tặng cho thư ký của tôi xem như là món quà mà anh chuộc lỗi những việc anh vừa làm với cô ấy. Sau đó, tôi bắn một mũi tên vào tay cậu lần nữa, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Tề Đẳng Nhàn cười nhìn anh ta, chậm chậm nói. Triệu Mộng Long nghe thấy hai yêu cầu này thì sững sờ, sau đó tức giận nói cậu là đồ ngốc à. Cậu có biết câu lạc bộ này trị giá bao nhiêu không? Tôi tặng nó cho cô ta sao? Tôi sợ sẽ trực tiếp giết cô ta luôn đấy. Còn muốn đâm vào tay còn lại của tôi. Đùa sao? Tề Đẳng Nhàn giơ tay tát một cái vào mặt Triệu Mộng Long, cười nói hay lắm. Răng của Triệu Mộng Long gần như bị gãy, nhổ ra một ngụm máu, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu cứ sỉ nhục tôi đi, anh trai tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu. Dương Phỉ Phỉ lắc điện thoại di động nở nụ cười giễu cợt, nói, tôi vừa gọi cho Triệu Hắc Long tiên sinh rồi. Anh ta đang ở gần đây, rất nhanh sẽ đến đây thôi. Ồ, cô gọi cho con cá trạch đấy tới đây sao? Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên một chút, sau đó tùy tiện lôi Triệu Mộng Long ra ngoài, để con cá trạch tới nói chuyện với tôi. Tất cả mọi người đều ngẩn người, tên này điên đến vậy sao? Không thèm để thương hội Hắc Long vào mắt. Lý Vân Uyển nói, anh Tề, sao anh lại thả anh ta ra? Triệu Mộng Long quỳ cũng cười nhăn nhở. Định ra lệnh cho bảo vệ đánh chết Tề Đẳng Nhàn. Lời vừa nói đến môi, anh ta liền cảm thấy một làn gió mát thổi tới trước mặt, phù một tiếng, một mũi tên trực tiếp cắm xuống nền đất bên cạnh anh ta, gò má cũng bị mũi tên làm xước. Vì thế lời vừa đến miệng liền vội vàng nuốt vào trong. Tôi thả anh ta ra, anh ta dám làm gì? Trong tay của Tề Đẳng Nhàn, không biết từ bao giờ đã có thêm một cây cung, lúc này, vẫn đang duy trì tư thế dương cung bắn tên. Đối mặt với sự hăm dọa đến tính mạng, Triệu Mộng Long thực sự không dám ra lệnh cho đám bảo vệ của anh ta xông lên, anh ta cảm thấy Tề Đẳng Nhàn là một kẻ mất trí có thể làm bất cứ điều gì. Dương Quan Quan và Kiều Thu Mộng lo lắng, cảm thấy rằng vực thẳm đang ở ngay trước mắt, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, họ sẽ bị đập thành từng mảnh. Cậu ta còn muốn nói chuyện với Triệu Hắc Long tiên sinh sao? Tôi thấy não của cậu ta bị úng nước rồi,
Cậu ta giày vò em trai của Triệu Hắc Long tiên sinh như vậy, lại còn muốn lấy lòng anh ta. Triệu Mộng Long là em trai ruột của Triệu Hắc Long, bị cậu ta đánh đến thảm hại như vậy, tôi cá lát nữa Triệu Hắc Long đến, chắc chắn sẽ đem cậu ta ra phân thành từng mảnh. Đúng vậy, hội trưởng Triệu Hắc Long đúng như tên gọi của anh ta nổi tiếng là tàn nhẫn, ai khiêu khích anh ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mọi người đều lắc đầu, cho rằng thả Triệu Mộng Long không phải là một quyết định đúng đắn của Tề Đằng Nhàn. Trước mắt hắn, đúng thật chỉ có một con đường, đó chính là bắt Triệu Mạnh Long làm con tin, dẫn người rời đi câu lạc bộ Thượng Động, sau đó lập tức bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Bây giờ, hắn ngạo mạn thả Triệu Mộng Long ra, hơn nữa còn nói sẽ ngồi đợi Triệu Hắc Long đến nói chuyện với hắn. Hắn nghĩ mình là cái gì? Kiều Thu Mộng nghiến răng nghiến lợi nói, anh có thể đừng giả bộ, đừng kiêu ngạo như thế có được không? Chuyện lần trước, ân tình Triệu Hắc Long nợ anh đã chấm dứt rồi. Hơn nữa, lần này người anh động vào chính em trai của anh ta, lại còn đánh hắn đến thảm hại như vậy. Anh cảm thấy Triệu Hắc Long sẽ kiên nhẫn ngồi xuống và nói chuyện tốt với anh sao? Tên khốn kiếp, anh hại chết chúng tôi rồi. Lý Vân Uyển ho khan một tiếng, nói, Mộng Mộng, đừng nóng nảy như vậy, cứ để anh Tề xử lý đi. Hơn nữa, chuyện này không phải lỗi của anh ấy, em trách anh ấy làm gì. Kiều Thu Mộng tức giận đến mức muốn cười nhạo lại, nhưng thấy Dương Quan Quan gật đầu thay lời Lý Vân Uyển, cô ấy chỉ có thể nuốt giận. Cô ấy không ngờ rằng hai người bạn thân nhất sẽ có quan điểm trái ngược với cô ấy vì Tề Đằng Nhàn. Cảm giác bị phản bội, thậm chí bị cô lập tự phát sinh. Dương Quan Quan cũng hết cách rồi, thay vì quỳ xuống van xin thả tin Tề Đằng Nhàn dù sao đôi bên cũng chỉ vì cùng chung một chữ tử. Triệu Hắc Long rất nhanh đã đến nơi, Dương Phỉ Phỉ đã trực tiếp ra hoan nghênh anh ta. Cô Dương, sau khi Triệu Hắc Long nhìn thấy Dương Phỉ Phỉ, vẻ mặt vô cùng tôn kính. Mà Đô Dương gia, sức ép của bốn chữ này đến cả Triệu Hắc Long, kẻ thống trị khu vực Trung Hải, khi gặp cũng phải khách sáo. Dương Phi Phi gật đầu nói, hội trưởng Triệu, anh đến thật quá đúng lúc. Triệu Hắc Long hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là như thế này, ở đây, tôi gặp phải một kẻ thấp hèn, cho nên muốn dạy cho cậu ta một bài học, nhưng đến cuối cùng, cậu ta dã man một tên bắn chết ngựa của tôi. Triệu Mộng Long tiên sinh ra tay giúp đỡ, ngược lại không ngờ bị đánh đến thảm hại, trực tiếp bị phế mất một cánh tay. Hội trưởng Triệu, anh là người đứng đầu của Thương hội Hắc Long, nhất định phải bảo vệ công lý. Dương Phỉ Phỉ nói với Triệu Hắc Long, giọng điệu của cô ta lạnh lùng mang theo sự thù hận. Sau khi Triệu Hắc Long nghe thấy những lời này, anh ta cũng vô cùng tức giận, hét lên, có người dám xúc phạm cô Dương, một vị khách quý đến từ Ma Đô trên địa bàn của Thương hội Hắc Long của chúng ta. Còn dám đánh em trai tôi bị thương nặng như vậy? Chẳng lẽ không để Thương hội Hắc Long chúng ta vào mắt sao? Không để Triệu Hắc Long tôi vào mắt sao? Triệu Mộng Long lúc này đã lấy lại được chút sức lực, chống đỡ để ổn định cơ thể. Anh ơi, bọn họ không chỉ đánh em mà còn yêu cầu em phế bỏ cánh tay còn lại, đồng thời muốn em từ bỏ câu lạc bộ. Triệu Hắc Long kinh ngạc một lúc, sau đó cười vì tức giận. Thật hiếm khi thấy Triệu Hắc Long tiên sinh tức giận như vậy. Triệu Hắc Long nổi trận lôi đình rồi, chậc 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 chậc, không biết tên này sẽ bị giết như thế nào đây. Ai dám đắc tội hội trưởng Triệu Hắc Long, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Phải đấy, phải biết rằng, khi các lãnh đạo từ bên trên đến Trung Hải để kiểm tra công việc, các nhà lãnh đạo của Trung Hải cũng phải chào hỏi hội trưởng Triệu trước và yêu cầu anh ta kiểm soát cấp dưới của mình. Hội trưởng Triệu quen biết người của chính quyền lẫn người của xã hội ngầm, hôm nay tên kia khó có người chống đỡ. Mọi người hiếm khi thấy Triệu Hắc Long tức giận như vậy, lúc này không thể không cảm thấy ớn lạnh, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Triệu Hắc Long cười tâu toét và nói, hay, hay lắm. Bắn chết con ngựa yêu quý của cô Dương khách quý của Thương hội Hắc Long chúng ta, lại còn dám em trai tôi bị thương. Hôm nay, tôi sẽ để cậu nói này của mình ở đây. Cho dù cậu ta có là thiên vương lão tử, cũng phải lột ra cậu ta. Nghe thấy Triệu Hắc Long lời nói như sấm, Kiều Thu Mộng sắc mặt tái nhợt cô biết rất rõ, trong tình hình này một chút ân tình của Tề Đằng Nhàn là không đủ. Dương Quan Quan cũng sợ hãi run lên, toàn thân run rẩy. Đây là sức ép kinh người của những nhân vật đứng đầu Trung Hải sao? Thật đáng sợ. Tề Tổng, hay là anh gọi cho thần bí lão Tổng đi? Nhờ ngài ấy giúp đỡ chúng ta, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Dương Quan Quan quay đầu lại kinh hãi nói.
Tuy nhiên, Lý Vân Uyển đã vẫy tay và ấn vào vai Dương Quan Quan để cô ta bình tĩnh lại. Đúng đấy, Tề Tổng, chắc anh có thông tin liên lạc của lão đại thần bí nhỉ. Gọi ngài ấy tới đây nhất định sẽ có ích, Kiều Thu Mộng mắt cũng sáng lên nói. Tề Đẳng Nhàn ngoảnh mặt làm ngơ, lười biếng dựa vào lan can không nhúc nhích. Kiều Thu Mộng không thể không sửng sốt một lúc, sau đó nổi giận đùng đùng, đây là thái độ gì thế? Anh, chính là cái tên khốn kiếp này, anh xem, cậu ta còn giả bộ như không có việc gì. Triệu Mộng Long chỉ vào Tề Đẳng Nhàn phẫn nộ nói. Triệu Tổng, hãy cẩn thận một chút, tôi không ngại nhìn thấy bất kỳ cảnh máu me nào đâu. Dương Phi Phi che miệng cười, ánh mắt giễu cợt. Triệu Mộng Long tiến lên một bước, tức giận mắng Tề Đẳng Nhàn, tên nhãi danh kia, anh của tôi đã tới rồi, sao cậu lại không nói nữa? Không phải vừa rồi cậu rất kiêu ngạo sao? Không phải cậu muốn phế đi cánh tay còn lại của tôi sao? Không phải cậu muốn tôi giao câu lạc bộ này cho cậu sao? Sao bây giờ lại nhát gan thế? Nói chuyện đi chứ, cậu ra câm cái con mẹ gì? Triệu Mộng Long tính cách hiếu thắng, mỗi khi nói một câu đều tiến lên một bước, trông tràn đầy khí thế. Ha ha ha, tôi nhát gan, nhưng mà, đó là chuyện bình thường, không ai nhìn thấy hội trưởng Triệu Hắc Long mà không nhát gan cả. Đúng vậy, Triệu Hắc Long tiên sinh là ai chứ, ai dám ra vẻ ở trước mặt anh ta? Vốn dĩ không có bản lĩnh như vậy. Chậc 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 chậc, sự kiêu ngạo vừa nãy lập tức biến mất rồi. Thấy Tề Đẳng Nhàn đợi một lúc không lên tiếng, mọi người không nhịn được cười, chỉ trỏ hắn, cho rằng hắn nhát gan. Dương Quan Quan sắc mặt tái nhợt, quả nhiên là đại boss Triệu Hắc Long tới, Tề Đẳng Nhàn không có khả năng đấu lại anh ta. Đờ mờ. Thằng khốn, nói chuyện với ông đây đi chứ, đừng có mà giả câm. Triệu Mộng Long tiến lên một bước, suýt thì chạm tay vào mũi của Tề Đẳng Nhàn. Lúc này Triệu Hắc Long mới nhìn thấy rõ Triệu Mộng Long đang đối đầu với ai. Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc đột nhiên ong ong. Bụp, Tề Đẳng Nhàn nhướng mi, một cước đá bay ra ngoài. Triệu Mộng Long bị đánh vào bụng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cơ thể trượt về phía sau, cứ thế quỳ xa cách Tề Đẳng Nhàn hơn 3 mét. Anh ta há to miệng, điên cuồng nôn mửa, máu lẫn với phần da vàng, phun khắp mặt đất. Mẹ nó, thằng nhóc này điên rồi, dứt khoát ném chuột vỡ bình đây mà. Tiên sinh Triệu Hắc Long đến rồi. Hắn còn dám ra tay. Trời đất ơi, đã đến nổi ói máu luôn rồi, ra tay nặng quá, làm vậy là muốn đánh vào mặt hội trưởng Triệu đúng không? Mọi người nhìn bộ dáng đạp Tề Đẳng Nhàn nửa chết nửa sống của Triệu Mộng Long, da đầu run bần bật. Dương Phỉ Phỉ nhìn cảnh tượng này cũng không tránh khỏi ngây ngẩn cả người, không phải lúc này Tề Đẳng Nhàn rất sợ hãi sao? Hiện tại sao hắn lại dám ra tay rồi? Nhưng khi cô ta suy nghĩ lại thì đã hiểu. Hiển nhiên là do hắn biết đã hết đường để đi nên mới muốn ném chuột vỡ bình. Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Hắc Long, trong mắt ngập tràn chờ mong, muốn xem thử anh ta sẽ xử lý chuyện này ra sao. Triệu Hắc Long hơi mở miệng, nhưng lại không biết nói gì, cũng không biết nên giải thích chuyện này thế nào. Lời vừa nãy đã nói rất đầy đủ rồi, cho dù Lão Thiên Vương có tới cũng sẽ khiến hắn lột một lớp ra. Nói gì đây, Tề Đẳng Nhàn vẫn lười biếng dựa một bên. Nhìn Triệu Hắc Long, hỏi. Khuôn mặt Triệu Hắc Long run lẩy bẩy, anh ta bước đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, bộp, trực tiếp quỳ xuống. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Giỡn hả, hội trưởng Triệu vậy mà lại trực tiếp quỳ trước mặt tên nhóc này sao? Trời đất ơi, Triệu Hắc Long người sáng lập ra thương hội Hắc Long cư nhiên lại quỳ trước mặt tên mặt trắng này à? Rốt cuộc người này có lai lịch thế nào mà lại có thể dọa cho Triệu Hắc Long thành ra dáng vẻ này vậy? Cảnh tượng này khiến cho người ta như lạc vào trong mơ, rất ít người dám tin vào đôi mắt của mình. Ngay cả Kiều Thu Mộng cũng bị dọa giật mình, con người như sắp lọt ra khỏi hốc mắt, cô ta ngạc nhiên nhìn Triệu Hắc Long đang quỳ rạp trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn vốn dĩ chưa làm gì, chưa nói gì cả, hắn chỉ đơn giản hỏi Triệu Hắc Long một câu mà đã khiến anh ta quỳ xuống rồi sao. Dương Quan Quan cũng vô cùng sợ hãi, Triệu Hắc Long chính là nhân vật lớn đứng đầu thành phố Trung Hải. Tề Đẳng Nhàn cư nhiên có thể khiến cho anh ta quỳ xuống. Ngược lại, Lý Vân Uyển không hề có phản ứng đặc biệt gì, tất cả những chuyện này, toàn bộ đều nằm trong tính toán của cô ta. Lúc đầu khi Tề Đẳng Nhàn ra mặt giúp Kiều Thu Nguyệt giải quyết chuyện Vu Khải Hà, sau khi Triệu Hắc Long xuất hiện, dáng vẻ của anh ta cũng là lo sợ giống thế này.
Có lẽ Kiều Thu Nguyệt là người trong cuộc nên còn mê mang, nhưng cô ta là người ngoài, đã nhìn thấu tất cả. Thưa nhị đương gia, em trai tôi trẻ người non dạ, không biết tiến lùi, đắc tội nhị đương gia, mong nhị đương gia tha tội. Triệu Hắc Long khổ sở mỉm cười, nói. Cho dù anh ta biết rõ bản thân quỳ xuống, thì mặt mũi cũng đã mất sạch. Nhưng anh ta càng hiểu rõ hơn, nếu như bản thân không quỳ, có thể Triệu Mộng Long sẽ bị Tề Đảng Nhàn giết chết. Triệu Hắc Long đã ngồi 2 năm trong nhà tù U Đô nên không thể nào không biết Tề Đảng Nhàn, kẻ hung ác Tề Đảng Nhàn này không biết còn trâu bò gấp mấy lần anh ta, gặp hắn chẳng khác nào cháu trai gặp ông nội cả. Lần trước chuyện Vu Khải Hà và Lâm Vãn Thu trêu chọc Kiều Thu Mộng đã đủ khiến cho anh ta hết hồn hết phía rồi, lần này, em trai của anh ta lại gặp phải hắn, Triệu Hắc Long ngay cả cái chết cũng đã nghĩ đến rồi. Dương Phỉ Phỉ hiện tại đột nhiên giận dữ, quát hội trưởng Triệu, anh thân là người sáng lập của Thương hội Hắc Long, sao có thể quỳ trước một tên phế vật như thế này kia chứ? Anh làm như vậy là không định đòi lại công bằng cho chúng tôi đúng không? Mặt mũi của nhà họ Dương ở Thượng Hải, anh cũng không định cho đúng không? Triệu Hắc Long oán thầm trong lòng, nhà họ Dương ở Thượng Hải đứng trước mặt nhị đương gia chỉ là một sợi lông, tùy ý thả một tên tội phạm ở bên trong ra đã đủ để tiêu diệt các người 10 lần rồi. Cả Tề Đảng Nhàn và Triệu Hắc Long đều không quan tâm đến Dương Phỉ Phỉ, mặc kệ cô ta kêu gào. Hắn trẻ ngừa non dạ à, chẳng lẽ vẫn còn là vị thành niên? Tề Đảng Nhàn như cười như không nhìn Triệu Hắc Long, hỏi. Triệu Mộng Long bị Tề Đảng Nhàn đạp quỳ dạp dưới đất cũng run lập cập, vô cùng sợ hãi. Anh cả Triệu Hắc Long của hắn, là nhân vật hoành hành ngang dọc tại thành phố Trung Hải, thậm chí ở cả tỉnh Đông Hải. Nhưng lúc này lại quỳ gối cầu xin trước mặt một tên trẻ tuổi vô danh tiểu tốt. Vậy thì, rốt cuộc tên này có bối cảnh, lai lịch như thế nào? Triệu Hắc Long biết với tình tình của Tề Đảng Nhàn thì chỉ có thể thuận theo thôi, thuận theo hắn thì sẽ dễ nói chuyện hơn, nếu như chọc hắn không vui thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thưa nhị đương gia, đều là do tôi dạy dỗ không nghiêm nên mới để cho tên nhóc không có mắt này chọc đến các vị. Tôi quay về chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, tuyệt đối không gây chuyện nữa. Chúng ta ít nhiều cũng có chút giao tình, vẫn mong ngài nể mặt tôi tha cho hắn một lần. Vẻ mặt Triệu Hắc Long chua xót, cầu xin Tề Đảng Nhàn tha cho Triệu Mộng Long. Vẻ mặt mọi người đều trở nên ngây ngẩn, cứ tưởng rằng Tề Đảng Nhàn chẳng qua chỉ là một tên đàn ông thô lỗ có chút giá trị vũ lực mà thôi. Đâu ai nghĩ đến, bối cảnh người ta lớn đến nổi ngay cả Triệu Hắc Long cũng sợ. Kiều Thu Nguyệt nghe những gì Triệu Hắc Long nói, mặt mũi đỏ bừng, lúc nãy cô ta còn nói Tề Đảng Nhàn đã dùng hết ân tình với Triệu Hắc Long tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nhưng theo tình hình hiện tại, là Triệu Hắc Long cầu xin Tề Đảng Nhàn nể mặt mà tha cho Triệu Mộng Long mới đúng. Tề Đảng Nhàn thấy Triệu Hắc Long đã cầu xin đến nước này rồi, nói, đứng dậy nói chuyện đi, đâu phải xã hội phong kiến, gặp người là quỷ thì còn ra thể thống gì nữa. Triệu Hắc Long thầm mắng trong lòng, má nó nếu tôi không quỳ, anh giết chết em trai của tôi thì sao? Nhưng, anh ta là sao dám nói câu này ra chứ, chỉ có thể cười ngượng ngùng, nói, thưa nhị đương gia, ngài xem. Lúc nãy tôi đã ra điều kiện rồi kia mà, câu lạc bộ đứng ra xin lỗi, sau đó phế một cánh tay. Tề Đảng Nhàn lạnh lùng nói. Này, hắn đã bị phế mất một cánh tay rồi, cánh tay còn lại có thể giữ lại không? Há há. Vừa rồi nhị đương gia ngài cũng đã nghiêm túc dạy dỗ hắn rồi mà. Triệu Hắc Long nói. Nhìn Triệu Hắc Long nơm nớp lì sợ cò kè mặc cả với Tề Đảng Nhàn, cầu xin cho Triệu Mộng Long, tất cả mọi người vuốt mạnh lên mặt mình, cảm thấy cảnh tượng này không mấy chân thật. Dương Phỉ Phỉ hung hăng cắn chặt răng, cô ta gật đầu nói với Dương Quan Quan, coi như các người may mắn. Nhưng mà, Dương Quan Quan, chuyện giữa chúng ta không dễ dàng kết thúc như thế đâu. Hôm nay tôi phải để cô thân bại danh liệt. Sau khi nói dứt lời, Dương Phỉ Phỉ xoay người đi mất. Tề Đảng Nhàn không ngăn cản, dù sao hôm nay hắn cũng không chịu thiệt gai từ Dương Phỉ Phỉ. Một con ngựa Ả Rập trị giá 6.000 vạn của Dương Phỉ Phỉ chết tại đây, người chịu thiệt cũng không phải là hắn. Sau khi Dương Quan Quan nghe lời uy hiếp của Dương Phỉ Phỉ, sắc mặt không khỏi trắng bệch, hiển nhiên cô ta vẫn sợ hãi, dù sao thì cô ta bị người nhà họ Dương ức hiếp nhiều năm như vậy. Nỗi sợ hãi trong tâm hồn không phải dễ dàng khắc phục được. Được rồi, cứ như vậy là được, nhanh chóng đưa người cút đi, đừng cản trở tâm trạng tốt của tôi. Tề Đăng Nhàn thản nhiên nói với Triệu Hắc Long.
Triệu Hắc Long đáp, vâng ạ, hợp đồng chuyển nhượng lát nữa sẽ mang đến cho ngài, tôi đưa tên nhóc này đi trước, trở về sẽ dạy dỗ một trận. Tề Đẳng Nhàn mất kiên nhẫn khoát tay. Triệu Hắc Long vô cùng dứt khoát, lập tức kéo Triệu Mộng Long đứng dậy, tóm người đi ngay. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn theo, đến khi Triệu Hắc Long đã đi rất lâu rồi mới tỉnh táo trở lại. Dương Quan Quan nhẹ nhàng thở ra, cô ta đi đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, hơi cúi đầu, nói cảm ơn anh, Tề Tổng. Tề Đẳng Nhàn bật cười, nói, sau này cô không thể chỉ vung nắm đấm với một mình tôi, đối với bọn người kia cũng phải cứng rắn một chút. Được, Dương Quan Quan ngượng ngùng đồng ý. Cô ta có một loại sợ hãi tự nhiên với người nhà họ Dương, vốn dĩ không thể vượt qua được. Hội viên trên sân ngựa bên này, dần dần giải tán. Lúc nãy bọn họ đã nói không ít lời nói khó nghe nên sợ bị tìm đến tính sổ. Tề Đẳng Nhàn không quan tâm, gọi nhân viên công tác đưa họ đến chuồng ngựa chọn ngựa. Kiều Thu Mộng đi cuối cùng, ánh mắt trở nên vô cùng rối rắm. Nhất ba vị bình trong cụm nhất ba vị bình, nhất ba hữu khởi, sóng này chưa yên, sóng khác đã lên, ý chỉ việc này chưa giải quyết xong việc khác đã ập đến. Tâm trạng của Kiều Thu Mộng rất phức tạp. Lúc trước cô ta xem Tề Đẳng Nhàn thấp kém như con kiến, cho rằng hắn cùng đường bí lối chạy đến ôm chân của Kiều gia. Tuy nhiên Tề Đẳng Nhàn lại cho thấy nhiều khía cạnh ưu tú, không tầm thường của hắn ra trước mặt Kiều Thu Mộng, những điểm sáng nổi bật đó đều lọt vào mắt cô ta. Hôm nay, cô ta sẵn sàng tin rằng nguyên nhân tại sao Tề Đẳng Nhàn có thể khiến cho Triệu Hắc Long kiêng kỵ hắn là vì lão tổng thần bí, hơn là tin rằng đó là sự ưu tú của chính bản thân Tề Đẳng Nhàn. Dương Quan Quan lo lắng vô cùng, Kiều Thu Mộng tâm sự ngổn ngang. Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển là những người vui vẻ nhất trong trường đua ngựa. Quan Quan đáng thương quá, rời Thượng Hải nhiều năm như thế rồi, thậm chí còn chạy sang cả nước ngoài, thế mà người của Dương gia còn không bằng lòng bỏ qua cho cậu ấy. Lý Vân Uyển cưỡi trên lưng một con bạch mã, đi chậm lại, quay đầu về phía Tề Đẳng Nhàn, thở dài nói. Trong đại gia tộc không còn hiếm gì những hiềm khích. Đấu đá tranh giành, đặc biệt là những người không có hậu thuẫn như cô ấy, càng dễ bị bắt nạt, phải chịu thiệt thòi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, bình tĩnh nói. Tề gia ở đế đô cũng là một đại gia tộc, hắn từ nhỏ đã quá quen với những chuyện như này rồi. Ba của Dương Quan Quan là người có vấn đề về trí tuệ, hơn nữa khi còn trẻ đã mất sớm. Mẹ của cô ta cũng không có gia cảnh gì, gả đến Dương gia đơn giản chỉ vì tiền, sau đó vì không thể chịu nổi áp lực mà bỏ lại cô ta. Rời khỏi nhà họ Dương. Người nhà họ Dương nhìn thấy cô ta đã không thích, nếu như không cô ta không được hưởng quyền thừa kế tài sản của nhà họ Dương thì có lẽ đã không bị bắt nạt, mỗi năm cũng có thể lấy được một ít tiền sinh hoạt. Nhưng cô ta lại có quyền thừa kế này, chiếm được một chỗ ngồi trong nhà họ Dương, dù sao thì ba cô ta có như thế nào đi nữa cũng là con trưởng của Dương gia. Lý Vân Uyển nói, hy vọng cậu ấy có thể sớm thoát khỏi chuyện này. Tề Đẳng Nhàn nói, cho dù cô ấy có chạy xa đến mức nào đi chăng nữa thì Dương gia cũng sẽ không dừng tay, chắc chắn sẽ tiếp tục chèn ép cô ấy từ bỏ quyền thừa kế. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ không từ bỏ quyền thừa kế, bởi vì mẹ cậu ấy gả tới đây là vì chuyện này. Hơn nữa, Dương gia đã chèn ép cậu ấy nhiều năm như thế, cậu ấy cũng nên dành một phần về cho mình. Lý Vân Uyển cười nói, đúng là nên làm như vậy, Tề Đẳng Nhàn nói. Hắn chỉ thích làm những việc mà những người khó chịu với hắn không thích, bởi vì làm những việc này có thể khiến cho những người đó càng không thoải mái. Lý Vân Uyển nói, Dương Phỉ Phỉ là người nhà Dương gia ở Thượng Hải, hôm nay phải chịu thiệt như thế, chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ ý định đâu. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói, đúng là phải đề phòng người nhà họ Dương sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó, loại người như vậy thật khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Nói chuyện một lúc, Lý Vân Uyển chuyển chủ đề. Sau đó vui vẻ cưỡi bạch mã phi nước đại trong trường đua ngựa. Trong lòng Dương Quan Quan và Kiều Thu Mộng đều không thoải mái, chỉ chậm rãi cưỡi ngựa đi loanh quanh đó. Không qua bao lâu, Triệu Hắc Long đích thân cầm hợp đồng đến tìm Tề Đẳng Nhàn. Nhị đương gia, hợp đồng đã chuẩn bị xong, ngài chỉ cần ký tên mình lên là được. Triệu Hắc Long cười nịnh bợ, nói. Hả, sao tên tôi lại có trên hợp đồng? Không phải tôi đã nói là tặng câu lạc bộ này lại cho cô Dương Quan Quan, thay cho một lời xin lỗi rồi sao? Tề Đẳng Nhàn cau mày. Dương Quan Quan sau khi nghe thấy như vậy vội vàng xua tay, nói, đừng, giá trị của câu lạc bộ này quá cao, tôi nhận không nổi.
Tề Đẳng Nhàn nói, có gì mà không nhận nổi. Cô bị đánh, bọn họ phải bồi thường cho cô, là chuyện rất bình thường. Dương Quan Quan vẫn kiên quyết từ chối, nói câu lạc bộ này rơi vào trong tay tôi sớm muộn gì cũng bị phá hủy. Anh cho rằng người nhà họ Dương sẽ trơ mắt đứng nhìn sao? Tề Đẳng Nhàn nghĩ cũng phải, Dương Quan Quan không có năng lực ngăn cản Dương gia ở Thượng Hải, nếu như để bọn họ biết được trong tay Dương Quan Quan còn có một câu lạc bộ tốt như vậy, rất có thể sẽ tới cướp mất. Vậy tôi sẽ giữ lại, cuối năm sẽ chia 50% lợi nhuận cho cô. Tề Đẳng Nhàn nhận lấy bút ký tên mình lên. Cái này thì không cần đâu. Dương Quan Quan ngẩn người, có chút ngượng ngùng nhận lấy tiền. Tề Đẳng Nhàn lười nói chuyện với cô ta, ném hợp đồng vào tay Triệu Hắc Long, nói, lần sau bảo em trai cậu mở to mắt ra, không phải lần nào cũng gặp may mắn như vậy đâu. Phải, nhị đương ra dạy dỗ rất phải, tôi đã ghi nhớ rồi. Triệu Hắc Long cười nói. Trong lòng anh ta cũng thầm thở phào một hơi, chuyện này cũng coi như hoàn toàn chấm dứt ở đây. Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, hỏi, sao người của Dương gia lại chạy đến Trung Hải? Triệu Hắc Long nói, Dương Phỉ Phỉ nhận lời mời từ tập đoàn Từ Thị nên mới tới. Tề Đẳng Nhàn nói, hóa ra là vậy. Xem ra, Từ Ngạo Tuyết cũng vô cùng xem trọng chuyện này, chuẩn bị lôi kéo càng nhiều đối tác lớn để đánh lén tập đoàn Hướng Thị. Lão Tổng thần bí được thổi phồng lên này vẫn mang lại cho cô ta chút áp lực tâm lý, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị chu đáo như vậy. Cậu cũng gia nhập vào liên minh giữa tập đoàn Từ Thị và tập đoàn Hổ Môn sao? Tề Đẳng Nhàn nghiêng người nhìn Triệu Hắc Long, hỏi. Úi, Triệu Hắc Long sững người. Rời khỏi đó càng sớm càng tốt đi, đến lúc cậu không còn lại một tí gì cũng đừng đến nhờ tôi giúp. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Triệu Hắc Long nghe thấy lời này không khỏi run rẩy, sau đó thận trọng hỏi lại, nhị đương gia, ý của ngài là, tập đoàn Từ Thị và tập đoàn Hổ Môn sẽ thất bại sao? Tề Đẳng Nhàn hời hợt ừ một tiếng, Triệu Hắc Long cũng không dám hỏi nữa, hiển nhiên là hắn không muốn nói gì nhiều đến chuyện này. Kiều Thu Mộng ở bên cạnh không khỏi lắc đầu khi nghe thấy giọng điệu này của Tề Đẳng Nhàn. Cô ta thật sự là không thể hiểu được liên minh giữa tập đoàn Từ Thị và tập đoàn Hổ Môn có thể thua được, sao lại thua được. Trừ khi bọn họ ném hết số tiền đó xuống biển, chỉ để chơi mà thôi. Nếu không, đừng nói là chỉ một tập đoàn Hướng Thị, cho dù có cả 5 tập đoàn Hướng Thị ở đây cũng tuyệt đối không đủ sức đối địch với bọn họ. Chỉ riêng số tiền dùng cho bắn tỉa của bọn họ đã lên tới hàng trăm tỷ rồi, với sức lực kinh tế hùng mạnh như vậy, Hướng Đông Tĩnh có thể địch nổi sao? Mặc dù lão tổng thần bí đó rất có bối cảnh, cũng rất quyền lực, nhưng muốn huy động hàng trăm tỷ để giúp đỡ tập đoàn Hướng Thị sao? Điều đó rõ ràng là không thể, trừ phi lão tổng thần bí là ba của Hướng Đông Tĩnh. Hơn nữa, cho dù là có được sự giúp đỡ thì liên minh giữa hai tập đoàn cũng không có khả năng thua, ai sẽ đi làm chuyện ngu ngốc như vậy? Không quấy rầy nhị đương ra vui vẻ nữa, tôi đã phân phó rồi, lát nữa nếu bốn vị đã mệt thì có thể đến khu nghỉ ngơi ăn chút gì đó. Triệu Hắc Long cười nói. Nói xong, Triệu Hắc Long xoay người rời đi, sau đó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ có nên rút khỏi liên minh, rút lại vốn từ đó hay không. Anh ta đã đầu tư vào liên minh này hơn 50 tỷ, mặc dù 50 tỷ này không tính là nguyên nhân trực tiếp khiến anh ta phá sản, nhưng cũng khó tránh khỏi làm tổn thương tới gân cốt. Chơi hết một ngày trong câu lạc bộ Thượng Động, sau khi ăn uống xong, mọi người đều giải tán. Lần này Lý Uyển Tâm không đi cùng Tề Đẳng Nhàn tới Sơn Trang Vân Đỉnh, mà đi về nhà, có chút việc cần phải bàn bạc với ba mình. Sau khi Dương Quan Quan về tới căn nhà mới thuê, đã thấy tâm trạng khá hơn nhiều, mở máy tính lên, phát sóng trực tiếp, mở game lên, chuẩn bị thư giãn. Cảm ơn món quà của ông chủ. Nhìn thấy một loạt máy bay ngang qua, Dương Quan Quan theo bản năng nói. Nhưng cô ta vừa nhìn thấy ID của đối phương không khỏi biến sắc. ID đó là, Dương Quan Quan là con hoang. Ngay sau đó, lại một người có ID tên là ba của Dương Quan Quan bị thiểu năng trí tuệ phát ra một mũi tên lửa có giá trị 2.000 tệ. Sắc mặt Dương Quan Quan đã trắng bệch, người phát sóng phải cảm ơn các món quà được gửi đến, đó là luật bất thành văn trong nghề. Nhưng Dương Quan Quan cúi đầu không nói gì, chỉ im lặng chơi game, nhưng trong lòng rất phiền muộn, chơi game cũng đã chết rất nhiều lần. Dương Quan Quan là gái bán dâm đã tặng một mũi tên lửa. Còn Hoàng Dương Quan Quan đã tặng một nguyệt lĩnh chủ. Dương Quan Quan bán thân không bán nghệ đã tặng 10 chiếc siêu xe. Những món quà đều điên cuồng được gửi tới,
nhưng những ID đều có kèm theo tên cô ta, hơn nữa còn kèm theo những từ ngữ rất ác độc. Bởi vì có sự xuất hiện của những món quà này, nhịp điệu của phòng Livestream cũng tăng dần. Ngay cả là fan của Dương Quan Quan cũng cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì mà lại có thể bỏ tiền ra tặng quà để mắng người ta chứ? Xem ra streamer này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nếu không làm sao có ai tự dưng đi mắng cô ta như thế? Chẳng lẽ cô ta thật sự là con hoang à? Ban nãy có người vừa tặng tên lửa còn nói cô ta bán thân ở bên ngoài nữa mà. Ôi, không ngờ rằng nhìn vẻ bề ngoài thanh thuần, trong sáng thế này vậy mà lại là hạng người như thế, thật buồn nôn. Bị nhiều người mắng như thế, vừa nhìn là biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì, rác rưởi. Tiết tấu của những ID tặng quà kèm theo những lời mắng chửi Dương Quan Quan còn theo kịp những bình luận trên màn hình, nhìn thấy những lời lăng mạ, xúc phạm đó, đầu óc Dương Quan Quan vô cùng bối rối. Cô ta cuối cùng cũng hiểu được lời mà trước khi Dương Phỉ Phỉ đi có nói rằng muốn hủy hoại danh tiếng của cô ta, khiến cô ta thân bại danh liệt. Này cô, tôi tặng quà cho cô không muốn cảm ơn tôi sao? Một người có ID là con hoang Dương Quan Quan hỏi. Lúc này, Dương Quan Quan nhận được một cuộc điện thoại, là do quản lý cao gọi từ nơi điều hành nền tảng tới. Cô Dương Quan Quan, sao cô có thể không nói lời cảm ơn nào khi người xem tặng quà tới chứ? Quản lý cao lớn tiếng chất vấn. Tôi, ID của bọn họ đều là đang chửi tôi. Dương Quan Quan giải thích. Tôi không quan tâm là họ có đang mắng cô hay không, nhưng cô không cảm ơn khi họ tặng quà, như vậy là không được. Quản lý cao lạnh lùng nói. Bây giờ, lập tức đi cảm ơn mọi người đã tặng quà đến cho cô. Nếu bởi vì cô không cảm ơn những người đã tặng quà đến mà làm giảm đi lượng người xem, tất cả mọi tổn thất đều do cô gánh chịu. Điều khoản với chỗ chúng tôi như thế nào, cô tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Sau khi nói xong, quản lý cao liền cúp điện thoại. Trong lòng Dương Quan Quan rất bức bối, đúng lúc này ID Dương Quan Quan là con hoang gửi tới 10 tên lửa. 10 tên lửa trị giá 2 vạn tệ, món quà lớn như vậy, streamer không thể không cảm ơn được. Dương Quan Quan cắn răng, ứa nước mắt nói, cảm ơn Dương Quan Quan là con hoang đã gửi tới 10 tên lửa, thật là hào phóng. ID của đối phương rõ ràng là đang mắng cô nhưng cô không thể không đọc nó lên, không cần nói thì cũng biết là uất ức, khó chịu đến mức nào. Ha ha ha, streamer này đúng là gái điếm, chắc hẳn là làm tiểu tam cho một tỷ phú nào đó, bị phát hiện rồi cũng nên. Nhanh chóng ngăn chặn những streamer rác rưởi như này, loại người như vậy chỉ làm bẩn mắt của người xem như chúng ta thôi. Cái gì, cô streamer này là con hoang sao? Có thông tin gì không, nói ra nghe xem nào. Trong phòng phát trực tiếp, hầu như là dòng nào cũng là những bình luận ác ý như vậy, khiến cho người ta không thể xem được hết. Lúc này Tề Đẳng Nhàn cũng đang ở nhà xem Dương Quan Quan Livestream, thấy trong phòng phát sóng có những ID ác ý như vậy không khỏi cau mày. Hơn nữa, mấy người qua đường cũng bị mấy ID này lừa gạt, cho dù những người không tặng quà cho Dương Quan Quan cũng bắt đầu xỉ vả, mắng nhiếc cô ta. Chắc chắn là chuyện do Dương Phỉ Phỉ làm ra, Tề Đẳng Nhàn nhíu mày nói. Có lẽ từ những món quà này mà Dương Quan Quan có thể có được một số lợi ích. Nhưng mà danh tiếng của cô ta chắc chắn sẽ bị phá hủy vì chuyện này. Dù sao thì cô cũng giúp công ty có được hạng mục có thể kiếm được hơn 3.000 vạn tệ, tôi giúp cô cũng là hợp tình hợp lý. Tề Đẳng Nhàn nghĩ. Sau đó, hắn đổi ID của mình thành cả gia đình đã chết của Dương Quan Quan. Ba của Dương Quan Quan bị thiểu năng trí tuệ đã gửi 10 tên lửa. Nhìn thấy bình luận như vậy, nước mắt Dương Quan Quan sắp trào ra, cô ta cắn chặt răng, lúc chuẩn bị đọc ra thì. Trong phòng phát sóng trực tiếp, hiệu ứng đặc biệt vô cùng chói mắt nhất đột nhiên nổ ra, cả màn hình đều là tên lửa và ánh sáng vàng, một con rồng vàng đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Cả gia đình đã chết của Dương Quan Quan bắt đầu kích hoạt tính năng thần đế trong phòng phát sóng trực tiếp. Tin này ngay lập tức làm nổ tung toàn bộ nền tảng phát sóng trực tiếp. Thần đế là tính năng đứng đầu trong nền tảng phát sóng trực tiếp này, lần đầu cần phải nạp 100 vạn. Sau đó mỗi tháng cần phải nạp ít nhất là 80 vạn, như vậy mới có thể duy trì được tính năng này. Món quà mà được mấy cái ID Dương Quan Quan gì gì đầy ác ý đó tặng ngay lập tức bị lu mờ bởi hiệu ứng đặc biệt này. Trời ơi, 100 vạn, có người đứng ra chống lưng cho cô này, còn tặng cô ta tận 100 vạn. Ôi trời hào phóng quá, một lần ra tay đã là 100 vạn, mấy tên ban nãy tặng mấy cái tên lửa cũng chỉ là trò trẻ con.
là 100 vạn lận đó, bao nhiêu người cả đời nai lưng ra đi làm cũng không kiếm nổi số tiền như vậy. Có người chống lưng châu bò như thế này, Dương Quan Quan này chắc chắn không còn vấn đề nào nữa, nhưng mà tại sao người này lại chống lưng cho cô ta? Đúng vậy, mấy người ban nãy cũng chỉ là rác rưởi, so với người chống lưng của nữ streamer này còn chẳng bằng con chó. Tề Đẳng Nhàn kích hoạt tính năng thần đế trong phòng Livestream của Dương Quan Quan làm cho hộp chat bình luận ngay lập tức thay đổi, mấy cái ID đầy ác ý kia lúc này cũng im lặng, không còn nói gì nữa. Dương Quan Quan sửng sốt trong chốc lát, sau đó kích động đứng bật dậy, lớn tiếng nói lời cảm ơn, chân thành cảm ơn cả gia đình đã chết của Dương Quan Quan ở trong buổi Livestream này kích hoạt tính năng thần đế. Thật là hào phóng, chúc anh có thật nhiều sức khỏe, nếu còn độc thân thì sớm có bạn gái, nếu đã có vợ thì sớm sinh quý tử. Ngay lúc này, mấy ID ác ý đó lại bắt đầu gửi những tên lửa tới. Nhưng mà bọn họ mới chỉ vừa bắn được mấy mũi tên mà thôi. Còn chưa đợi được đến lúc Dương Quan Quan đọc ID của bọn họ lên để cảm ơn, thì Tề Đẳng Nhàn đã búng tay một cái, hết sức tùy ý tặng một món quà vô cùng cao cấp. Cả gia đình đã chết của Dương Quan Quan đã tặng một chiến hạm ngân hà trong Livestream. Tin này vừa xuất hiện, màn hình của phòng phát sóng hiện lên một chiến hạm khoa học viễn tưởng uy phong lẫm liệt, tỏa ra ánh sáng chói lóa, chiếm hết cả màn hình. Mấy cái tên lửa tép diêu kia đều bị lu mờ hết. Chiến hạm ngân hà. Chỉ có duy nhất thần đế mới có được quyền tặng món quà này, là món quà xa hoa nhất trong nền tảng phát sóng trực tiếp, giá trị lên tới 100 vạn. Dương Quan Quan liền quên hết mấy cái ID tặng tên lửa ban nãy, vui vẻ nói, vô cùng cảm ơn cả gia đình đã chết của Dương Quan Quan ở trong buổi Livestream này đã tặng chiến hạm ngân hà, chúc anh thân thể an khang, vạn sự như ý. Cô ta vô cùng vui mừng, đột nhiên có một người xuất hiện. Giống như một siêu anh hùng cứu cô ta ra khỏi cảnh xấu hổ, bất lực. Vì có món quà này mà nhân khí của Dương Quan Quan ngay lập tức tăng vọt lên vị trí số 1, đứng đầu bảng xếp hạng trên nền tảng, trong phòng phát sóng có hàng chục nghìn người đang xem. Dương Phỉ Phỉ thấy được một màn này, sắc mặt đen lại, giận dữ hét lên, nạp tiền vào cho tôi, nhất định phải lên được thần đế, phải có được chiến hạm ngân hà đó. Dương Tiểu Thư, chuyện này, nếu chúng ta làm như vậy, thì tất cả số tiền này đều là của cô ta hết. Một thuộc hạ bên cạnh cô ta nhắc nhở. Dương Phỉ Phỉ sững người, tiêu vài chục vạn để hạ nhục Dương Quan Quan cũng không là gì đối với cô ta, nhưng nếu tiêu vài trăm vạn để làm việc đó, vậy thì chỉ được một mà mất 10. E rằng, nếu cô ta thật sự cho người đi kích hoạt tính năng thần đế trong phòng phát sóng này, Dương Quan Quan đọc mấy ID xúc phạm này lên cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Châu bò quá! Kích hoạt tính năng thần đế còn tặng cả chiến hạm ngân hà, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy có người tặng món quà cao cấp như thế này đấy. Mấy tên rác rưởi tặng mấy cái tên lửa tép diêu đâu rồi, có ngon thì đứng ra đây, tặng người ta chiến hạm ngân hà xem nào. Một đám rác rưởi, đổi cái ID, tặng mấy món quà vài trăm tệ cũng dám hách dịch trong phòng phát sóng của chị Quan Quan. 200 người trong phần bình luận phản bác lại, thay đổi luôn chiều gió. Đều dồn dập công kích lại mấy ID ác ý kia. Dương Quan Quan nhìn màn hình, cuối cùng trên mặt cũng nở ra một nụ cười. Lần thứ hai Tề Đẳng Nhàn lại tiện tay tặng thêm một chiến hạm ngân hà, trực tiếp khiến cho phòng hát sóng sôi trào lần nữa. Tề Đẳng Nhàn cũng lười chơi với Dương Phỉ Phỉ nên tiện tay tặng thêm hai chiến hạm nữa. Chiến hạm ngân hà 4 lần liên tiếp. Cả phòng phát sóng liên tiếp bùng nổ, ai cũng chưa từng gặp qua người nào điên cuồng như này. Lần đầu tiên ra tay đã tiêu hết 500 vạn. Một đám rác rưởi, sao không tặng tên lửa của mấy người, tiếp tục bôi nhọ chị Quan Quan nữa đi. Sao không thấy ai nữa rồi? Đám người rác rưởi, muốn làm nhục người khác thì cũng phải có chút tiền chứ, nếu không lại bị người ta ép mấy người thành cám đó. Phần bình luận cũng vô cùng điên cuồng, không có ai lăng nhục Dương Quan Quan nữa, tất cả mọi người đều quay đầu mắng chửi những ai đi ác ý mà Dương Phỉ Phỉ sắp xếp. Dương Quan Quan càng thêm cảm động, chủ động gửi tin nhắn cho Tề Đẳng Nhàn, chào anh, cảm ơn anh ngày hôm nay đã ủng hộ tôi. Anh có tiện thêm thông tin liên lạc không? Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh ăn cơm. Trong một đêm, Dương Quan Quan kiếm được ít nhất 300 vạn nhờ mấy lời mắng mỏ đầy ác ý đó. Trong đó, có 10 vạn là Dương Phỉ Phỉ đóng góp. Dương Phỉ Phỉ nhìn những bình luận trong phòng phát sóng, tức đến hộc máu. Rất muốn băm cái tên thần đế đã tặng chiến hạm ngân hà cho Dương Quan Quan ra thành trăm mảnh. Nhưng lý trí nói cho cô ta biết không thể làm như vậy,
Làm như vậy mặc dù có thể ngăn chặn được đối phương, nhưng người hưởng được lợi nhiều nhất vẫn là Dương Quan Quan. Đến lúc đó, Dương Quan Quan không hề chịu thiệt mà còn kiếm được hàng trăm, hàng nghìn vạn, vậy không phải là coi cô ta là đồ ngốc sao? Trong lần lăng nhục Dương Quan Quan được sắp xếp ngày hôm nay, vô duyên vô cớ khi không lại đi tặng mấy chục vạn tệ cho Dương Quan Quan, đối với Dương Phỉ Phỉ mà nói đó chính là hút đi máu trong người cô ta. Sau khi Tề Đẳng Nhàn tặng 500 vạn cho Dương Quan Quan thấy bên kia không có động tĩnh gì cũng không tiếp tục phung tiền nữa. 500 vạn không phải là ít, sau này cứ trừ vào tiền hoa hồng của cô. Tề Đẳng Nhàn nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười gian ác của một nhà tư bản. Tề Đẳng Nhàn phát hiện phần tin nhắn riêng của mình nổ tung, bên trong có hơn 100 tin nhắn chưa đọc, mở ra đọc, tất cả đều là các nữ streamer gửi tới. Chào anh có thể đến phòng livestream của tôi xem một lát được không? Ngoài trời đang mưa, em đang đợi gió cũng đang đợi anh. Em có thể dùng ảnh riêng tư của mình để đổi lấy WeChat của anh không? Em gái em ngon lắm, thử là biết liền. Em gái ở đây là chỉ bộ phận sinh dục nữ á. Mấy nữ streamer này có cô rất tế nhị, nhưng cũng có cô rất trắng trợn, thậm chí có cô còn gửi cả WeChat riêng của mình qua cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhìn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thoát ra phòng phát sóng trực tiếp, tắt app đi. Tin nhắn mà Dương Quan Quan gửi cho hắn tất nhiên cũng là đá chìm đáy biển rồi. Dương Quan Quan đợi cả nửa ngày cũng không thấy trả lời, trong lòng không khỏi có chút mất mát, cũng không biết là ai đã giúp đỡ mình. Hình dáng của vài người đàn ông xuất hiện trong đầu cô ta, trong đó có một người rất ưu tú, là người mà cô ta đang theo đuổi. Lẽ nào là anh ta? Dù sao thì, anh ta cũng đã làm cầu nối giới thiệu cho mình hạng mục 3.000 vạn tệ. Dương Quan Quan suy nghĩ trong lòng, cái tên Tôn Học Văn hiện lên trong đầu. Tôn Học Văn là giám đốc chi nhánh thứ hai của Ngân hàng Trung Hải, vụ làm ăn 3.000 vạn này là do anh ta giới thiệu mới hoàn thành được. Có khả năng là lão tổng thần bí không? Dương Quan Quan thầm nghĩ, mình mang đến việc làm ăn buôn bán lớn như thế, hơn nữa khởi đầu còn rất thuận lợi, ngài ấy chắc là đã chú ý đến mình rồi nhỉ? Có khả năng là Tề Đẳng Nhàn không nhỉ? Dương Quan Quan lại nghĩ. Trong đầu cô ta không tự chủ mà hiện ra hình ảnh Tề Đẳng Nhàn ngày hôm nay lộ diện ra tay giúp đỡ, trong lòng cô ta rất cảm động, đã lớn đến ngần này, đây là lần đầu tiên có người vì cô ta mà dám đối đầu với nhà họ Dương. Nhưng điều quan trọng nhất là, Tề Đẳng Nhàn không có bất kỳ thỏa hiệp nào, vừa đi vừa vả mặt, khiến cô ta cảm thấy rất tức giận. Chắc không phải anh ta đâu, sao anh ta có thể cho mình 500 vạn được chứ? Dương Quan Quan cười, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì đêm nay Dương Quan Quan đã nổi tiếng rồi, Dương Phỉ Phỉ chèn ép cô ta nhưng không thành công, ngược lại còn khiến cho danh tiếng của cô ta tăng cao. Hơn nữa, còn có một ông chủ chỉ trong vài phút đã tiêu 500 vạn trong phòng phát sóng trực tiếp của cô ta, chuyện này cũng đã lập ra kỷ lục lớn. Đêm nay, Kiều Thu Mộng cũng trằn trọc không ngủ được, đầu óc rối bời. Đến lúc nửa đêm, cô ta đứng dậy, đi ra phòng khách, đúng lúc gặp phải ba cô ta, Kiều Quốc Đào. Ba, con muốn bàn bạc với ba một chuyện này, Kiều Thu Mộng nghiêm túc nói. Chuyện gì vậy, Kiều Quốc Đào sửng sỡ, không ngờ rằng đã nửa đêm. Con gái còn tìm mình bàn công chuyện. Kiều Thu Mộng hít sâu một hơi, nói con đã suy nghĩ rất nghiêm túc, con cảm thấy rằng con phải ly hôn với Tề Đẳng Nhàn, con và anh ta không phải là người cùng một thế giới. Sau khi nghe xong Kiều Quốc Đào không khỏi trầm mặc. Kiều Thu Mộng nói, giữa F9 thì ăn cũng không ngon, dù sao thì con không thích anh ta. Sau khi nhìn thấy sự quyết liệt ngày hôm nay của Tề Đẳng Nhàn, Kiều Thu Mộng không khỏi cảm thấy có chút lo sợ. Sợ rằng bản thân mình sẽ hối hận, sợ rằng bản thân sẽ thay đổi quyết định ban đầu. Đợi đến khi thật sự chấp nhận được Tề Đẳng Nhàn rồi vậy cô ta làm sao có thể quay đầu lại đối diện với những lời mà mình đã từng nói đây. Con cũng đã quyết định rồi, con sẽ tự theo đuổi hạnh phúc của mình, con sẽ đi tìm đàn ông, như lão tổng thần bí chẳng hạn. Kiều Thu Mộng nghiêm túc nói. Con đã chắc chắn rồi chứ. Kiều Quốc Đào châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi. Kiều Thu Mộng gật đầu, không chút do dự. Kiều Quốc Đào thở dài nói, làm như vậy, mặc dù làm như vậy có chút vong ơn bội nghĩa, nhưng mà dù sao thì hạnh phúc của con vẫn quan trọng hơn. Nếu con thật sự không thích vậy thì ba cũng không cố ép con. Nhưng, ba vẫn phải khuyên con phải cẩn thận, trước khi đưa ra quyết định quan trọng như vậy phải tỉnh táo một chút, đừng quá coi nhẹ.
trên đời này thật sự không có thuốc hối hận đâu. Kiều Thu Mộng tự tin cười, nói cho dù trước đây có nhìn lầm anh ta, có lẽ anh ta cũng có chút ưu tú, nhưng dù có ưu tú đến mức nào thì có thể so sánh với lão tổng thần bí sao? Kiều Quốc Đào nhớ tới lão tổng thần bí có bối cảnh hùng mạnh đó, vào ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ông và Bàng Tú Vân, ngài ấy còn tặng một chiếc siêu xe làm quà, hiển nhiên là còn có ý khác. Vị lão tổng thần bí này chắc hẳn là đang nhắm vào Kiều Thu Mộng. Chắc là Đảng Nhàn đang làm việc cho lão tổng thần bí. Kiều Quốc Đào trần trừ nói. Đúng vậy, nhưng mà, điều này không hề có một liên quan nào cả. Giữa bọn con không hề có một quan hệ nào hết, Kiều Thu Mộng nói. Kiều Quốc Đào nói, được, nếu con đã quyết định như vậy, vậy thì ba cũng không còn gì để nói nữa, chỉ mong rằng con có thể gặp nhiều điều thuận lợi trên con đường sau này. Đã ra quyết định cũng đừng hối hận. Kiều Thu Mộng gật đầu, nói con sẽ không hối hận. Kiều Quốc Đào vỗ nhẹ vào vai Kiều Thu Mộng, nói, không còn sớm nữa, đi nghỉ sớm đi. Kiều Thu Mộng trở về phòng rồi nằm xuống, gửi một tin nhắn cho Tề Đảng Nhàn sau đó mới nhắm mắt đi ngủ. Cô ta nắm chặt tay mình, lẩm bẩm nói, tôi sẽ không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Đảng Nhàn vừa ngủ dậy đã thấy tin nhắn này, hắn không khỏi sửng sốt. Sau đó, hắn cũng chỉ nhún nhún vai, thở dài bất đắc dĩ. Mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Thôi vậy, không đi xe này. Tề Đảng Nhàn nhìn chiếc Phaeton một cái, liền vứt chìa khóa đi. Sau đó, hắn lại cầm một chiếc chìa khóa khác, nhấc bạt phủ ô tô bám đầy bụi lên. Tấm bạt phủ vừa được vén lên, một chiếc supercar màu bạc hiện ra trước mắt. Aston Martin 177, được mệnh danh vua của bóng đêm vĩnh cửu, một trong những chiếc xe mà sở vô đạo tự hào nhất, được sản xuất giới hạn trên thế giới. Tổng cộng chỉ có 77 chiếc, trị giá hơn 1.600 vạn. Nhưng đây là xe nước ngoài, sau khi vào thị trường trong nước sẽ bị đánh thuế, cộng tất cả lại thì mua một chiếc xe như vậy mất hơn 4.000 vạn. Cục dân chính phải không? Được rồi, tôi tới ngay đây. Tề Đảng Nhàn nghe điện thoại, nhẹ giọng đồng ý. Hắn lên chiếc xe này, nhẹ nhàng nhấn chân ga, tiếng động cơ gầm lên, tức khắc như hóa thành một tia chớp màu bạc lao vun vút ra khỏi ga ra. Tề Đảng Nhàn không khỏi nheo mắt lại, mắng tốn ngần đó tiền chỉ để mua một chiếc xe như này thôi sao. Tên sở vô đạo này cũng thật biết hưởng thụ. Rầm rầm rầm. Tiếng động cơ Aston Martin 177 gầm gừ, khiến cho vô số người phải đưa mắt nhìn. Mẹ nó, đây là cái xe gì vậy, hình như rất cao cấp, tại sao từ trước đến nay tôi chưa từng thấy bao giờ. Trời, đây là Aston Martin đúng không? Siêu xe cao cấp đấy. Đây là Aston Martin 177, toàn thế giới tổng cộng chỉ có 77 chiếc, trước đây trong nước bán với giá trên trời, 40 triệu, có thể so với Bugatti. Sau khi mọi người thấy Tề Đảng Nhàn lái chiếc Aston Martin đều thốt ra tiếng kinh hô, có người còn lấy di động ra liên tục chụp ảnh. Rốt cuộc thì cũng đâu có thể nhìn thấy xe thể thao cao cấp mỗi ngày, toàn thế giới chỉ có 77 chiếc. Cũng không biết người lái xe là anh đẹp trai hay là chị xinh gái. Nếu là một anh đẹp trai, thật hy vọng có thể gả cho hắn. Đừng có nằm mơ nữa, người ta lái được chiếc xe thể thao loại này thì có thể để ý đến cô sao? Ha ha ha, tôi cũng muốn gả cho người có thể lái xe loại này. Người có thể lái được loại xe này hơn phân nửa là người có thể tùy tiện tiêu 5 triệu vào một phòng phát sóng trực tiếp mà. Một đám người nổi tiếng nhìn thấy chiếc xe này đi ngang qua đều vô cùng hâm mộ. Phòng phát sóng trực tiếp của Dương Quan Quan có ông chủ hào phóng tặng 5 triệu trong vòng 10 phút, chuyện này gần như tất cả người dùng đều biết. Kiều Thu Mộng đứng trước cửa cục dân chính, nhìn thấy chiếc xe thể thao cao cấp chạy đến, cô ta chỉ nhìn thoáng qua rồi không chú ý đến nữa, bởi vì cô ta biết, Tề Đảng Nhàn không có khả năng sở hữu được một chiếc xe như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, xe thể thao trực tiếp dừng lại trước mặt cô ta, cửa xe mở ra, Tề Đảng Nhàn đeo kính râm từ trên xe bước xuống. Hôm nay Tề Đảng Nhàn, tinh thần tương đối tốt, một thân Âu phục, không thắt cà vạt, mở hai cúc áo sơ mi, có vẻ phóng khoáng lại ăn chơi trác táng, hơn nữa phối hợp với chiếc kính râm trên mặt, tỏa ra khí chất của một anh chàng đẹp trai. Kiều Thu Mộng nhìn thấy Tề Đảng Nhàn đi xuống từ xe thể thao, sắc mặt thay đổi, biến thành vô cùng sửng sốt. Ngay sau đó, Kiều Thu Mộng phục hồi lại tinh thần, sau đó lạnh nhạt nói với Tề Đảng Nhàn, thú vị lắm à. Tề Đảng Nhàn nhìn cô ta, bình tĩnh nói cái gì?
biết tôi muốn ly hôn với anh nên cố ý đi mượn một chiếc xe thể thao như này đến, anh cảm thấy thú vị lắm à? Tôi biết anh là dạng người thế nào, dù cho anh có lái máy bay trực thăng đến đây cũng không thay đổi được cái nhìn của tôi về anh đâu. Cuộc hôn nhân này, chúng ta cần phải ly. Kiều Thu Mộng nhìn Tề Đẳng Nhàn, thần sắc như thường, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ mà cười cười, nói, cô đã nghĩ nhiều rồi, hôm nay tôi chỉ là muốn lái chiếc xe này mà thôi, không có ý định khoe mẽ cho cô thấy. Kiều Thu Mộng nói, đi thôi, mang đủ hết giấy chứng nhận chưa? Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, bị hiểu lầm đã biến thành một thái độ bình thường, ngẫu nhiên dùng đồ xa xỉ đều sẽ bị cho là đang khoe mẽ. Hai người đi vào trong cục dân chính, nhìn thấy một đám người đang rất hâm mộ. Uầy, bọn họ chuẩn bị vào lấy giấy chứng nhận kết hôn đúng không? Anh chàng kia lái chiếc xe đắt tiền như vậy, người đẹp đó có thể kết hôn với hắn, thật là quá hạnh phúc rồi. Cũng không biết khi nào tôi mới có thể may mắn như vậy, gặp được một anh chàng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Thấy Tề Đẳng Nhàn và Kiều Thu Mộng sau khi trò chuyện hai câu rồi đi vào cục dân chính, một số người vây xem cảm thán. Kiều Thu Mộng nghe được mấy tiếng xì xầm đó, trong lòng có một chút dao động, nhưng mà như này còn lâu mới đủ, căn bản không thể thay đổi quyết tâm kiên định của cô ta. Tề Đẳng Nhàn cũng không để bụng mấy lời đó, anh đây tới nơi này để khôi phục sự tự do, cũng không phải đến để vây thành. Đây là ý của tôi, cha tôi vẫn ủng hộ anh, nhưng tôi đã không chịu đựng được cuộc sống như vậy nữa rồi, cho nên anh đừng trách ông ấy. Kiều Thu Mộng nói, chú Kiều đối xử với tôi rất tốt. Tôi biết ông ấy là người thế nào, đương nhiên sẽ không nghĩ lung tung. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt trả lời. Không bao lâu, hai người ly hôn thành công. Kiều Thu Mộng vươn tay ra trước, nói với Tề Đẳng Nhàn, hy vọng về sau có thể làm bạn bè. Tề Đẳng Nhàn thoải mái hào phóng bắt tay với cô ta, nói chúc mừng cô, khôi phục lại sự tự do. Kiều Thu Mộng nói vẫn cần cảm ơn anh những ngày qua đã bảo vệ và chăm sóc tôi, hy vọng cuộc sống về sau của chúng ta vẫn như mới gặp. Hai đứa trẻ vô tư. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, sau khi bắt tay, tạm biệt ở cửa cục dân chính. Kiều Thu Mộng lên xe của mình, lái xe rời đi. Tề Đẳng Nhàn cũng ngồi trên siêu xe, trầm ngâm một lát rồi từ từ rời khỏi. Kiều Thu Mộng nói tin mình đã ly hôn cho Dương Quan Quan và Lý Vân Uyển, sau khi hai người biết được đều ngẩn người. Mới ngày hôm qua mọi người còn cùng đại triển thần uy ở câu lạc bộ, sao hôm nay đã ly hôn rồi? Hai người càng kinh ngạc hơn là, ngày hôm qua Tề Đẳng Nhàn vừa đại triển thần uy ở câu lạc bộ, làm cho Triệu Hắc Long danh tiếng vang xa cũng phải sợ hãi như cháu trai, tại sao Kiều Thu Mộng còn chưa thấy hài lòng? Anh Tề, anh ly hôn với Mộng Mộng rồi à? Lý Vân Uyển trực tiếp gọi điện thoại cho Tề Đẳng Nhàn, hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì à? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt trả lời. Lý Vân Uyển thật cẩn thận hỏi, bây giờ anh không có việc gì chứ? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, sau đó cười nói, tôi có thể có chuyện gì. Tôi đã sớm biết sẽ có ngày này, cho nên cũng đã sớm chuẩn bị xong tư tưởng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lý Vân Uyển nói, không có việc gì thì tốt rồi. Đêm nay tôi tới Vân Đỉnh Sơn Trang cùng anh nha. Tề Đẳng Nhàn nói, trừ phi người thân cô đi rồi. Lý Vân Uyển xì một tiếng, lạnh lùng mà cười nói, đồ lưu manh, anh vẫn luôn không bằng cầm thú, tôi mới không cho anh cơ hội đâu. Sau khi tắt điện thoại, Lý Vân Uyển lại trở nên vui mừng khôn xiết. Tề Đẳng Nhàn và Kiều Thu Mộng đường ai nấy đi, áp lực tâm lý và đạo đức cuối cùng của cô ta không còn rồi. Hướng Đông Tinh trực tiếp tìm Tề Đẳng Nhàn, mở miệng liền nói, nghe nói anh ly hôn, tôi tới để an ủi. Nhờ phúc của cô, thổi danh tiếng của lão tổng thần bí cao như vậy, hiện tại trong lòng cô ta toàn là vị lão tổng thần bí kia. Tề Đẳng Nhàn trợn mắt nhìn Hướng Đông Tinh. Trong ngày kỷ niệm 30 năm kết hôn của Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân, Hướng Đông Tinh dùng danh nghĩa lão tổng thần bí tặng chiếc xe kia, đây chắc chắn là mồi lửa lớn nhất. Hướng Đông Tinh còn chưa trả lời, Tề Đẳng Nhàn liền nói, cô định an ủi tôi thế nào? Bây giờ tôi đã là một người đàn ông độc thân, không thì cho tôi sờ chân cô một chút. Mặt Hướng Đông Tinh lập tức trở nên đen xì, duỗi tay muốn đánh người. Gần đây cô chú ý một chút, có người rất lợi hại định gây bất lợi cho cô. Đừng để hắn tìm được cơ hội. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Vladimir phải không, bị Hướng Đông lôi lừa mất một cái máy bay chiến đấu. Hướng Đông Tinh bình tĩnh nói. Cô đã biết,
Tề Đẳng Nhàn hỏi. Có người của bộ phận bí mật quốc gia liên hệ với tôi, bảo tôi lưu ý việc này. Vì thế tôi cũng đang tìm cao thủ có thể bảo vệ tôi. Hướng Đông Tinh nhàn nhạt mà nói. Tề Đẳng Nhàn ồ một tiếng, hỏi tìm được rồi à? Hướng Đông Tinh nói, đã tìm được rồi, đến lúc đó anh sẽ nhìn thấy. Cô ta lại khắc đến một sự kiện khác, mở miệng nói, từ Ngạo Tuyết tổ chức buổi tiệc kia là một kiểu thị uy, thiệp mời tôi đã nhận được, còn có một tấm của anh. Cô ta móc từ trong túi ra một tấm thiệp mời đưa cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, không nghĩ tới còn có thiệp mời của mình, xem ra từ Ngạo Tuyết đang chuẩn bị mạnh mẽ vả mặt hắn ở trong buổi tiệc này à. Cũng tốt, tôi cũng không muốn lá mặt lá trái với bọn họ nữa. Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, quyết đoán nhận lấy thiệp mời, có lẽ cũng nên khiến bọn họ kinh ngạc rồi. Tề Đẳng Nhàn mời Hướng Đông Tinh, muốn cùng đi uống rượu thư giãn một chút không? Không có hứng thú, tôi còn rất nhiều công việc. Hướng Đông Tinh mặt không biểu tình từ chối. Chờ sau khi Tề Đẳng Nhàn đi rồi, Hướng Đông Tinh lúc này mới nhẹ nhàng gảy gảy bút chì sau đầu, lạnh lùng cười nói, không đồng ý thì không biết mời thêm lần nữa à. Sau khi ly hôn, Kiều Thu Mộng cảm thấy cả người nhẹ nhàng, đã không có gì phải lo lắng. Đồng thời, cô ta cũng nhận được một tin tức. Đất ở thung lũng giết người không thể phá bỏ di rời thành công là do đám người Lý Thiên Lạc đang giở trò quỷ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì cũng không cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc Tề Đẳng Nhàn đắc tội với Lý Thiên Lạc ở trên chuyến chở khách định kỳ của tàu Hoàng gia. Sau khi Lý Thiên Lạc chịu thiệt vài lần, trả thù bằng ám chiêu cũng không có gì quá kỳ lạ. Vì thế, Kiều Thu Mộng cũng chỉ có thể tìm bạn bè có năng lực nhờ hỗ trợ, sau một hồi liên lạc cũng tìm được Ngô Thiếu có quan hệ không tồi. Ngô Thiếu là người trước đây Tề Đẳng Nhàn gặp được ở câu lạc bộ vận động và quán bar của Trương Tĩnh, của cải trong nhà cũng khá dư thừa, hơn nữa thích kết giao bạn bè trong giang hồ, cũng được xem là một người tính tình phóng khoáng. Tuy người của nhà họ Lý mở một công ty sản xuất thuốc quy mô lớn, nhưng dù sao cũng dựa vào võ quán mới lập nghiệp được, cho nên được như là một nửa thế lục giang hồ. Quán bar của chị Tĩnh đúng không? Được, đúng lúc tôi cũng đang ở gần đây, tôi đến đó chờ anh trước. Kiều Thu Mộng nói, cô chờ tôi một chút, tôi lập tức tới đó. Ngô Thiếu nói, sau khi biết được tin tức Kiều Thu Mộng và Tề Đẳng Nhàn ly hôn, Ngô Thiếu cũng rất vui mừng. Kiều Thu Mộng vốn là đại mỹ nhân trong giới bọn họ, hơn nữa lại là tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị, không ít người đàn ông đều nhìn chằm chằm cô ta. Ngô Thiếu cảm thấy cơ hội của mình đã tới, chỉ cần giúp Kiều Thu Mộng hoàn thành chuyện này, còn buồn vì không chiếm được hảo cảm của Kiều Thu Mộng sao. Rất nhanh, Ngô Thiếu đi tới quán bar, thấy được Kiều Thu Mộng đang ngồi bên trong, lập tức nở nụ cười đi đến chào hỏi. Kiều Thu Mộng thở dài, nói, Ngô Thiếu, tôi thật sự không còn biện pháp nào, anh đến nghĩ giúp tôi. Miếng đất này, nếu không thể di rời sẽ làm nguồn tài chính của tập đoàn Kiều Thị chúng tôi bị giữ ở đó. Sự phát triển của công ty sẽ bị trì trệ, vô cùng bất lợi cho chúng tôi. Sau khi Ngô Thiếu nghe được những chuyện đã xảy ra, cắn răng nói, tên họ Tề này đúng là chuyên gây họa, cũng may cô sáng suốt, ly hôn với hắn, nếu không chắc chắn sẽ bị hắn hại chết. Kiều Thu Mộng không quan tâm đến mấy lời này, lắc đầu nói, có biện pháp tối nào không? Ngô Thiếu gật gật đầu, nói, người của nhà họ Lý cũng xem như một nửa thuộc giang hồ, muốn giải quyết việc này, đương nhiên là tìm người trong giang hồ đến xử lý. Kiều Thu Mộng tán thưởng nói, Ngô Thiếu quả thực là nhiều biện pháp. Bạn bè trong giang hồ của cậu có người nào làm được không? Ngô Thiếu nói, không nhất định có thể thành công, hơn nữa, tôi cũng không biết có thể mời được người này hay không, tôi tận lực. Lúc này, Trương Nhu bưng chén rượu đi tới. Mộng Mộng, đây là người phụ trách hiện tại của quán bar này, chị Nhu. Ngô Thiếu vội vàng giới thiệu cho Kiều Thu Mộng, nâng chén lên chào hỏi. Ngô Thiếu, hoan nghênh ghé thăm. Trương Nhu khẽ cười cười, nói. Tuy cô ta còn chưa có địa vị trong quán bar như chị Tĩnh lúc trước nhưng cũng dần dần bồi đắp được khí chất, các khách hàng nhìn thấy cô ta đều sẽ chủ động kính rượu. Kiều Thu Mộng nâng ly lên, nói xin chào, chị Nhu, hy vọng về sau quan tâm nhiều hơn. Trương Nhu mỉm cười gật đầu, chuẩn bị rời khỏi. Chị Nhu từ từ đã, chị Tĩnh hôm nay có đến không? Ngô Thiếu hỏi, chị tôi hôm nay vừa hay cũng ở đây, có việc gì sao? Trương Nhu hỏi. Ngô Thiếu lập tức cười nói, làm phiền chị Nhu nói với chị Tĩnh một tiếng, tôi muốn gặp cô ấy, nhờ cô ấy giúp một chút. Trương Nhu suy nghĩ,
Ngô Thiếu vẫn thường hay vung tiền quá chán ở quán bar, cũng là khách quý, cũng không từ chối, sau khi đồng ý một tiếng liền đến văn phòng gọi Trương Tĩnh ra tới. Ngô Thiếu nói với Kiều Thu Mộng, đừng thấy Trương Nhu chỉ là một cô gái, cô ta là em gái chị Tĩnh đấy, khách hàng của quán đều cho cô ấy không ít mặt mũi. Nói đến chị Tĩnh, vậy càng khó lường. Bản thân chị Tĩnh rất có bản lĩnh, mấy năm trước đứng đầu một bang phái, người trên đường đều nể mặt cô ấy. Hiện tại, chị Tĩnh tìm một người đàn ông, lui khỏi giang hồ, nhưng cũng không ai dám đắc tội với cô ấy. Kiều Thu Mộng kinh ngạc, không ngờ một người phụ nữ lại có uy danh như vậy, hỏi chúng ta định nhờ chị Tĩnh giúp chuyện lần này à? Không, tuy rằng chị Tĩnh lợi hại nhưng cũng không nhất định có thể thu phục được người của nhà họ Lý, người chúng ta muốn tìm chính là người đàn ông của chị Tĩnh. Ngô Thiếu vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Kiều Thu Mộng ngẩn người, từ trong miệng Ngô Thiếu, không khó để nhận ra chị Tĩnh là một vị nữ trung hào kiệt không hề thua kém đấng mày râu, người đàn ông có thể khiến cô ta cam tâm tình nguyện rời khỏi giang hồ an an tâm tâm làm một cô vợ hiền thì sẽ có bản lĩnh lợi hại tới cỡ nào đây? Ngô Thiếu nói, người đàn ông của chị Tĩnh là Diệp Tiên Sinh, vị Diệp Tiên Sinh này chính là môn khách mà Phân Đà Long Môn ở tỉnh Đông Hải đặc biệt mời, hơn nữa chỉ trong vòng mấy năm đã tạo dựng được uy danh vô cùng to lớn, một đôi thiết trưởng không có địch thủ. Nếu có Diệp Tiên Sinh giúp ra mặt nói chuyện, vậy thì sẽ có tỷ lệ thành công rất lớn. Kiều Thu Mộng nghe những lời này sửng sốt một chút, sau khi phục hồi lại tinh thần mới tán thưởng nói, Ngô Thiếu thật đúng là không tầm thường, vậy mà lại biết nhiều câu chuyện mà chúng tôi không biết như vậy. Ngô Thiếu đắc ý mà cười, nói, làm gì có đâu, cũng chỉ bình thường mà thôi, lăn lộn bên ngoài lâu chút mà thôi. Kiều Thu Mộng cười nói, Ngô Thiếu thật là khiêm tốn, nếu chuyện này có thể hoàn thành. Về sau tôi nhất định sẽ cảm ơn Ngô Thiếu thật tốt. Trong lúc hai người nói chuyện, Trương Tĩnh đã đi tới. Kiều Thu Mộng nhìn qua đó, chỉ thấy người phụ nữ này một thân váy đỏ, trên mặt trang điểm nhẹ, nhưng màu son lại rất đậm, hơn nữa cũng không có vẻ không phù hợp, ngược lại còn làm nổi bật lên khí chất vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo. Trương Tĩnh này vừa xuất hiện, các khách hàng lập tức ngồi không yên. Chị Tĩnh, đã lâu không gặp, tôi kính chị một ly. Có người đứng lên nói chuyện, Kiều Thu Mộng chú ý tới, người này là ông chủ lớn của một công ty mỹ phẩm, có tài sản hàng trăm triệu. Chị Tĩnh, chị đã tới rồi, cùng uống một ly không? Tôi kính chị, lại có người đứng lên, Kiều Thu Mộng cảm thấy quen mắt, suy nghĩ một lúc mới nhận ra đây là một vị đại lão lợi hại ở thành phố Trung Hải, bởi vì vào tù 2 năm, về sau trở nên điệu thấp hơn rất nhiều, nhưng thực lực vẫn khủng bố như cũ. Chị Tĩnh. Nhìn nhiều nhân vật lợi hại như vậy đứng dậy kính rượu Trương Tĩnh, Kiều Thu Mộng hơi hơi há miệng. Cô ta liếc mắt nhìn Ngô Thiếu một cái, người này thật sự một chút cũng không nói quá, nhân mạch và thực lực của Trương Tĩnh hiển nhiên là mạnh đến quá đáng, không thì sẽ không có nhiều đại lão nể tình như vậy, chủ động kính rượu một người phụ nữ. Ngô Thiếu cũng cuống quýt đứng dậy nghênh đón, cung cung kính kính mà nói, chị Tĩnh, tôi kính chị trước. Kiều Thu Mộng cũng cuống quýt bưng chén rượu nói. Xin chào chị Tĩnh, lần đầu gặp mặt, kính chị một chén rượu. Trương Tĩnh chỉ bưng chén rượu nhấp một ngụm, hai người đều uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà Trương Tĩnh một đường đi tới, đối với những đại lão kính rượu kia cũng đều chỉ lướt qua liền ngừng, hai người tất nhiên sẽ không nói gì thêm. Ngô Thiếu tìm tôi có chuyện gì? Trương Tĩnh nhìn Ngô Thiếu, nhàn nhạt hỏi. Ngô Thiếu có chút ngượng ngùng mà xoa xoa tay, nói chuyện là như thế này, người bạn này của tôi. Cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị. Hiện tại cô ấy gặp một chút phiền toái nhỏ, không có biện pháp giải quyết. Cho nên tôi muốn nhờ chị Tĩnh giúp đỡ, giới thiệu cô ấy với Diệp Tiên Sinh. Xem Diệp Tiên Sinh có thể giúp được cô ấy lần này hay không. Chuyện rất khẩn cấp, nếu không thì tôi cũng sẽ không mạo muội quấy rầy chị Tĩnh. Trương Tĩnh nghe xong ngẩn ra, nói các người muốn tìm Diệp Phong đúng không? Ngô Thiếu gật gật đầu. Cậu biết quy củ chứ? Trương Tĩnh lạnh nhạt nói. Biết, biết, phục vụ, cho tôi một chai Lafite Chí Tôn. Ngô Thiếu búng tay một cái, móc thẻ ngân hàng ra quẹt. Lafite Chí Tôn, chẳng qua là một chai Lafite bình thường thôi, nhưng ở quán ba lại bán với giá hơn 1 triệu. Mua chai rượu này, xem như là bước đầu tiên để gặp Diệp Phong. Thấy Ngô Thiếu vì gặp Diệp Phong mà trực tiếp lấy ra 1 triệu mua một chai rượu. Chuyện này làm cho Kiều Thu Mộng lắp bắp kinh hãi. Người đàn ông của chị Tĩnh rốt cuộc có lai lịch gì, mặt mũi lớn như vậy sao, muốn gặp anh ta trước hết cần tiêu 1 triệu.
Trương Tĩnh nhàn nhạt mà nói, nếu cậu đã biết quy củ thì tôi cũng không nói nhiều nữa, có thể thành công hay không còn phải xem anh ấy có đồng ý không đã. Ngô Thiếu vẻ mặt tươi cười, nói, vâng, chị Tĩnh, tôi biết rõ quy củ. Nếu Diệp tiên sinh ở đây, xin chị giúp đỡ một chút. Trương Tĩnh gật gật đầu, xoay người rời đi, nói, chờ ở đây. Ngô Thiếu trở nên kích động, nói với Kiều Thu Mộng, xem ra Diệp tiên sinh ở quán bar, hôm nay chúng ta có thể gặp được anh ta, đúng là quá gặp may mắn. Không phải. Ngô Thiếu, vị Diệp tiên sinh chúng ta muốn gặp lợi hại như vậy sao? Vừa rồi đã tiêu 1 triệu đấy. Hơn nữa, anh ta có đồng ý hỗ trợ hay không cũng còn phải chờ xem. Nhớ đâu anh ta không đồng ý, chẳng lẽ 1 triệu kia đổ xuống sông xuống biển rồi? Kiều Thu Mộng đầu óc mơ hồ, có chút ngây người hỏi. Ngô Thiếu thở dài nói, đúng vậy, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất để gặp Diệp tiên sinh, rất nhiều người muốn tiêu 1 triệu này nhưng còn không tiêu được đâu. Chị Tĩnh cũng đã nể mặt tôi nên mới đồng ý. Kiều Thu Mộng phục hồi lại tinh thần, có hơi cảm thấy vị Diệp tiên sinh này chắc chắn không tầm thường, nếu không, muốn gặp anh ta một lần cũng sẽ không khó khăn như thế. Tiêu 1 triệu chỉ để gặp một lần. Hơn nữa có thể thành công hay không còn chưa biết, thậm chí, rất nhiều người muốn tiêu 1 triệu này cũng không tiêu được. Không bao lâu sau Diệp Phong liền xuất hiện, trực tiếp đi về hướng này. Sau khi các khách hàng trong quán ba các nhìn thấy anh ta, lập tức sôi nổi đứng dậy, cung cung kính kính khom lưng ôm quyền nói, Diệp tiên sinh. Kiều Thu Mộng thấy một màn như vậy, trong lòng càng thêm kinh ngạc, vừa rồi Trương Tĩnh đã được vô cùng tôn kính, Diệp Phong này vừa đi ra, hiện trường liền xô trào. Cũng vào ngay lúc này, khách hàng vừa vào trong quán bar, đúng là Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn đưa Lý Vân Uyển cùng tới, hắn hẹn hướng Đông Tinh uống rượu không thành, quay đầu liền hẹn Lý Vân Uyển, thật đúng là tồi đến lợi hại. Bọn họ vừa tiến vào đã bị Trương Nhu để ý, lập tức mỉm cười rồi đi đến. Tề tiên sinh, Trương Nhu đối mặt với ân nhân cứu mạng của mình, tươi cười như hoa, vô cùng quyến rũ. Sắp xếp một bàn cho tôi. Đêm nay ở chỗ cô uống vài chén. Tề Đẳng Nhàn nói, lôi kéo tay Lý Vân Uyển đi theo sau Trương Nhu phía sau. Trương Tĩnh cũng đến đây, sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn cũng đầy mặt tươi cười, nói, Tề tiên sinh, Lý tiểu thư, hai người tới rồi. Lý Vân Uyển cười nói, chị Tĩnh, xin chào. Mau ngồi đi, Trương Tĩnh vội vàng sắp xếp chỗ ngồi, sau đó sai người phục vụ mang rượu bản thân cất giữ ra chiêu đãi hai người. Trương Nhu nói, Tề tiên sinh. Có người nhờ anh rể tôi giúp làm một việc, hiện tại anh rể tôi đang nói chuyện với họ, lát nữa anh ấy xong việc rồi, tôi lập tức bảo anh ấy lại đây chào hỏi. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói cứ để anh ấy làm việc đi, tôi chỉ tới uống chút rượu mà thôi. Lý Vân Uyển lại nhìn thấy Diệp Phong đang cùng hai người Kiều Thu Mộng và Ngô Thiếu nói chuyện, ngẩn người. Đó là Mộng Mộng, Lý Vân Uyển thấp giọng nói. Thật trùng hợp mà, Tề Đẳng Nhàn nhíu mày. Lý Vân Uyển mặt không đổi sắc chọn một chỗ ngồi quay lưng lại phía bên kia, tránh cho bị nhìn thấy, dù sao hai người cũng là bạn tốt. Kiều Thu Mộng mới vừa ly hôn với Tề Đẳng Nhàn, đến tối cô ta liền cùng Tề Đẳng Nhàn đến quán ba uống rượu, nếu để cho Kiều Thu Mộng thấy được thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hai chị em Trương Tĩnh và Trương Nhu cũng ngồi xuống, Trương Tĩnh tự mình rót rượu, Trương Nhu nâng ly lên kính rượu Tề Đẳng Nhàn. Những khách hàng khác nhìn thấy một màn này khiếp sợ. Người này là ai, địa vị thế nào, vậy mà lại có thể làm hai chị em Trương Tĩnh và Trương Nhu đối xử cung kính, chủ động kính rượu. Diệp tiên sinh, Ngô Thiếu nghênh đón Diệp Phong ngồi xuống, cung cung kính kính mà kêu lên. Ngồi đi, Diệp Phong nhàn nhạt vẫy vẫy tay, bảo hai người Ngô Thiếu và Kiều Thu Mộng cũng ngồi xuống. Chờ sau khi hai người ngồi xuống, lúc này Diệp Phong mới nhàn nhạt nói đi, tìm tôi nhờ giúp đỡ điều cái gì, có chuyện gì. Ngô Thiếu lập tức nói lại một lần về kế hoạch của mình, Kiều Thu Mộng chờ sau khi hắn ta nói xong, nâng chén rượu lên kính Diệp Phong, nói, Diệp tiên sinh, thật sự tôi đã không còn biện pháp nào khác, xin anh giúp đỡ chúng tôi. Diệp Phong lại lắc đầu, nói, người nhà họ Lý không dễ chọc, trong quyền quán nhà bọn họ vẫn có rất nhiều cao thủ tỏa chấn. Chuyện lần này, tôi không giúp được. Hả? Sau khi Kiều Thu Mộng nghe xong lời này, gương mặt đầy vẻ mất mát. Ngô Thiếu cũng ngẩn người, cười khổ một tiếng. Kiều Thu Mộng nói, vậy Diệp tiên sinh có thể ra mặt hỗ trợ nói 1-2 câu hay không, giảng hòa với họ cũng được, không nhất định phải xé rách mặt với bọn họ.
Diệp Phong quyết đoán lắc đầu, nói, không bàn nữa, người Lý gia quyền, tôi không muốn trêu chọc. Hơn nữa nếu bọn họ ra tay thì hơn phân nửa cũng sẽ không từ bỏ ý định, hà tất gì tôi phải ra mặt. Nếu Lý gia quyền không có thế lực lớn như vậy, nói không chừng Diệp Phong cũng sẽ nể mặt Ngô Thiếu ra tay hào phóng, lại yêu cầu 2-3 triệu coi như phí vất vả giúp làm việc, nhưng đối phương là Lý gia quyền, anh ta không muốn chọc vào. Nhưng 1 triệu của chúng tôi đều đã cho, Kiều Thu Mộng nói. Ha ha, Diệp Phong trực tiếp nở nụ cười. Ngô Thiếu cuống quýt nói, Diệp tiên sinh, cô ấy không hiểu quy củ, ngài đừng nóng giận. Diệp Phong đương nhiên sẽ không vì một câu này mà nổi giận, chỉ nhàn nhạt mà cười nói, cô gái nhỏ à, cô có biết có bao nhiêu người muốn tiêu 1 triệu, thậm chí còn nhiều tiền hơn để gặp tôi, xin tôi giúp đỡ hay không, nhưng bọn họ đều không có cách đâu. Hôm nay tôi đồng ý ra mặt tới gặp 2 người, đó là bởi vì mặt mũi của Tiểu Tĩnh. Nếu cô cảm thấy bị lỗ, tôi sẽ trả 1 triệu lại cho 2 người, về sau 2 người đừng đến quán ba nhà tôi nữa. Ngô Thiếu vội vàng vẫy vẫy tay, cười nói, Diệp tiên sinh nói đùa rồi, có thể dùng 1 triệu để gặp Diệp tiên sinh là vinh hạnh của chúng tôi, sao có thể để Diệp tiên sinh trả lại được. Kiều Thu Mộng bị những lời này của Diệp Phong làm cho trở nên có hơi xấu hổ, nói, xin lỗi, Diệp tiên sinh, là tôi nói sai rồi. Ngài có thể suy xét lại một chút hay không? Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, tùy ngài ra giá. Diệp Phong nói, không phải vấn đề ra giá hay không, mà là tôi không muốn dây vào chuyện này. Được rồi, 2 vị chậm rãi uống đi, tôi còn có việc gấp. Sau khi nói xong lời này, Diệp Phong vỗ vỗ đầu gối của mình, từ trên sofa đứng dậy. Ngô Thiếu nói với Kiều Thu Mộng, đều do cái tên tề đảng nhàn ngu ngốc kia, trêu chọc ai không chọc, vậy mà lại đi trêu chọc loại người như Lý Thiên Lạc. Bây giờ còn liên lụy đến tập đoàn Kiều Thị của nhà cô, thật là tội đáng muôn chết. Mộng Mộng, cô nên sớm rời xa tên ngu ngốc tề đảng nhàn kia một chút, nếu vậy thì bây giờ cũng không lâm vào khốn cảnh như vậy. Kiều Thu Mộng cười khổ. Diệp Phong mới vừa bước chân đi lại bởi vì những lời này mà quay lại, xoay một vòng tròn, hỏi cậu vừa nói tề đảng nhàn. Đúng vậy, một cảnh ngục nho nhỏ ngu xuẩn, dẫm phải vận cứt chó thăng chức rất nhanh, nơi nơi đắc tội với người khác. Quả thực là một tên não tàn. Ngô Thiếu hùng hùng hổ hổ mà nói. Diệp Phong xác định tề đảng nhàn trong lời Ngô Thiếu chính là tề đảng nhàn mà anh ta quen biết, hung hăng nhướng mày một cái tát bốp một tiếng liền nện lên mặt Ngô Thiếu. Cả người Ngô Thiếu trong nháy mắt liền ngã quỵ xuống sofa, máu me đầy mặt, một cái tát này đánh cũng đủ tàn nhẫn. Diệp tiên sinh, Kiều Thu Mộng nhìn không được kinh hô một tiếng. Cô ta không rõ tại sao Diệp Phong lại đột nhiên ra tay cho Ngô Thiếu một cái tát. Diệp Phong vẻ mặt lạnh lùng, cứ như vậy nhìn Ngô Thiếu. Các khách hàng xung quanh cũng hoảng sợ, không biết chuyện gì khiến cho Diệp Phong tức giận như vậy. Ngô Thiếu che gương mặt của mình lại, vẻ mặt tràn đầy uất ức và nén giận, lại không dám nổi giận, chỉ có thể xấu hổ hỏi, Diệp tiên sinh, tại sao lại đánh tôi? Diệp Phong cười lạnh nói, ngay cả nhị đương gia mà cậu cũng dám sỉ nhục. Tôi thấy cậu chán sống rồi. Hay là cậu không biết, người tôi kính trọng nhất chính là hắn. Nhị đương gia nào vậy? Ngô Thiếu sửng sốt. Diệp Phong vẻ mặt lạnh nhạt, một cái tát vừa rồi đã kinh động đến mấy cấp dưới của anh ta. Hừ, cái đồ phế vật, ếch trong giếng không thể thấy biển, sâu mùa hè không thể thấy băng. Đối với chuyện Ngô Thiếu không biết uy danh của tề đảng nhàn, Diệp Phong khịt mũi coi thường. Mấy năm Diệp Phong ở nhà tù U Đô cũng gây ra không ít chuyện, nhưng có lần nào không phải là bị tề đảng nhàn miệng rộng chỉnh đốn đến chết đi sống lại. Vậy mà Ngô Thiếu lại dám nói tề đảng nhàn là ngu xuẩn. Thế anh ta bị đồ ngu xuẩn chỉnh đốn, chẳng phải là ngay cả đồ ngu xuẩn cũng không bằng. Diệp Phong vung tay lên, các cấp dưới vây quanh tiến lên. Kiều Thu Mộng vội vàng nói, Diệp tiên sinh, không phải hắn cố ý đâu, xin ngài đừng tức giận. Diệp Phong lạnh lùng nói, dám cả gan sỉ nhục nhị đương gia, đánh gãy tay chân của cậu ta cho tôi, trực tiếp ném xuống biển đi. Trong đầu Ngô Thiếu nổ đùng một tiếng, cảm thấy thế giới như sắp sụp đổ, tề đảng nhàn này, tại sao hắn lại được Diệp Phong tôn trọng? Chẳng qua hắn ta chỉ nói xấu hắn 2 câu mà thôi, Diệp Phong liền định đánh chết hắn ta luôn. Quá khoa trương rồi. Sắc mặt Kiều Thu Mộng cũng là trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nói Diệp tiên sinh. Tôi là vợ của tề đảng nhàn, ngài nể mặt một chút, tha cho Ngô Thiếu đi. Cô, vợ của nhị đương gia. Ha ha ha, đùa cái gì vậy?
Tôi đã gặp vợ của nhị đương gia rồi, Lý tiểu thư tập đoàn Mộc Tử, quốc sắc thiên hương, là người mà cô so sánh được sao? Thời buổi này đúng là loại người nào cũng có, vừa rồi còn sỉ nhục người ta, quay đầu liền nói mình là vợ của người ta. Cô gái nhỏ, cô cảm thấy ngươi xứng sao? Sau khi Diệp Phong nghe xong lời Kiều Thu Mộng nói, trực tiếp nở nụ cười, gương mặt đầy vẻ khinh thường, vô cùng khinh bỉ. Kiều Thu Mộng chỉ cảm thấy trái tim mình hư bị hung hăng đâm một đao, thời điểm trước đây, người khác nhắc tới Tề Đẳng Nhàn, cô ta đều tỏ ra ghét bỏ, thậm chí không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Người khác nói tới Tề Đẳng Nhàn cũng đều cảm thấy Tề Đẳng Nhàn căn bản không xứng với cô ta, chẳng qua chỉ là một cảnh ngục nhỏ ở xó xỉnh nào đó mà thôi, sách giày cho cô ta cũng không đủ tư cách. Nhưng hôm nay, cô ta nói mình là vợ của Tề Đẳng Nhàn, vậy mà lại bị người khác cười nhạo một phen, nói cô ta căn bản không xứng. Hơn nữa, Diệp Phong còn nói, vợ của Tề Đẳng Nhàn là Lý Vân Uyển. Ngô Thiếu vẻ mặt như đưa đám nói, Diệp tiên sinh, cô ấy thật sự không lừa ngài. Vừa rồi là tôi miệng thối, không nên ăn nói lung tung. Diệp tiên sinh, xin ngài buông tha cho tôi, về sau tôi tuyệt đối không dám nói xấu Tề Đẳng Nhàn nữa. Diệp Phong lạnh mặt nói, Tề Đẳng Nhàn là cái tên mà cậu có thể gọi à? Tôi gặp hắn cũng phải cung cung kính kính mà gọi một tiếng nhị đương ra. Diệp Phong nói xong lời này, lại là một cái tát đánh tới, đánh cho hai bên mặt Ngô Thiếu đều sưng lên, thoạt nhìn rất đối xứng. Tiểu Diệp tử, làm gì đấy? Diệp Phong đang định tiếp tục nổi bão, bỗng nhiên cảm thấy trên vai bị một người thật chụp mạnh một cái. Diệp Phong quay đầu liền nhìn thấy là Tề Đẳng Nhàn đứng phía sau anh ta, gương mặt lập tức đầy vẻ tươi cười, nói, nhị đương gia, ngài đã tới rồi à? Nơi này có hai kẻ ngu xuẩn, một tên vừa rồi còn chửi nhị đương gia ngài, một người khác thì giả mạo vợ của ngài. Tôi thấy hai kẻ này không vừa mắt, đang chuẩn bị chỉnh đốn bọn họ. Sau khi Kiều Thu Mộng nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, vô cùng sửng sốt, hận không thể tìm một cái khe đất để chui vào. Tề Đẳng Nhàn cũng ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sau khi Ngô Thiếu nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, trực tiếp quỳ xuống, kêu khóc nói, Tề tiên sinh, tôi biết sai rồi, tôi không nên nói xấu ngài, xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Hắn ta quay đầu nói với Kiều Thu Mộng, Mộng Mộng, cô cũng giúp tôi nói hai câu đi. Kiều Thu Mộng nhấp nhấp miệng. Hôm nay mới vừa ly hôn với Tề Đẳng Nhàn, làm sao cô ta không biết xấu hổ mà mở miệng ra xin được. Giờ phút này, cô ta chỉ cảm thấy mặt của mình như bị mấy cái tát vô hình đánh cho kêu bốp bốp. Tề Đẳng Nhàn nói với Diệp Phong, được rồi, tôi còn tưởng rằng chuyện rất to tát cơ. Diệp Phong sửng sốt, nói, nhưng mà cô gái này giả mạo vợ ngài. Vốn dĩ cô ta chính là vợ của tôi mà, Tề Đẳng Nhàn nhún vai, ấy, nhưng mà là vợ trước. Diệp Phong nghe xong lời này, trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy nhị đương gia lợi hại, vợ trước là tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị, bạn gái hiện tại là đại tiểu thư tập đoàn Mộc Tử. Hai chữ vợ trước làm lòng tự trọng của Kiều Thu Mộng chịu đau đớn thật sâu trong một khắc này, đau đến ngay cả nước mắt cũng thiếu chút nữa liền trào ra. Tề Đẳng Nhàn nói, được rồi, về sau cậu nhớ kỹ, không nên tùy tiện nói bậy ở sau lưng người khác là được. Nhưng mà, người mắng tôi cũng rất nhiều. Tùy tiện lôi một phạm nhân từ nhà tù U Đô ra, phỏng chừng hắn có thể mắng đến 18 đời tổ tông nhà tôi. Tiểu Diệp tử, thả người ra đi. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn xoay người rời đi, trở lại chỗ ngồi của mình. Diệp Phong cười cười, nói với Ngô Thiếu, coi như cậu may mắn, nhị đương gia không muốn truy cứu chuyện này, nếu không thì cậu không thấy được mặt trời của ngày mai đâu. Ngô Thiếu run run rẩy rẩy gật đầu, không dám lên tiếng. Kiều Thu Mộng lại trước sau không nói một lời. Diệp Phong lại liếc mắt nhìn Kiều Thu Mộng một cái, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói thật không biết nên nói cô như nào, nửa đời sau liền dành để hối hận đi thôi. Sau khi nói xong lời này, Diệp Phong vung tay lên, các cấp dưới lập tức rời đi, anh ta cũng quay đầu đi tìm Tề Đẳng Nhàn. Sắc mặt Kiều Thu Mộng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cô ta gắt gao nắm chặt lấy bàn tay mình, dùng giọng rất nhỏ nói tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. Lời này, cũng không biết là nói cho ai nghe, hoặc là để nhắc nhở chính mình, cho bản thân càng nhiều ám thị. Ngô Thiếu và Kiều Thu Mộng không có mặt mũi để ở lại quán ba thêm nữa, đứng dậy xám xịt rời đi. Thời điểm Kiều Thu Mộng rời khỏi quán ba, cô ta nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Diệp Phong đang chuyện trò vui vẻ,
cũng chú ý tới bóng dáng Lý Vân Uyển ngồi bên cạnh hắn. Bóng lưng này khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng mà cô ta cũng không nghĩ nhiều, lập tức rời khỏi quán bar. Chờ sau khi Kiều Thu Mộng và Ngô Thiếu đi rồi, lúc này Lý Vân Uyển mới nhẹ nhàng thở ra, lúc nãy khi nhìn thấy Kiều Thu Mộng, cô ta có một loại cảm giác như bị bắt gian, hãi hùng khiếp vía. Hiện tại người đi rồi, cả người liền trở nên thả lỏng. Cô khẩn trương như vậy làm gì? Tề Đẳng nhàn nhàn nhạt hỏi, tôi và cô ta đã ly hôn. Chính là bởi vì hai người đã ly hôn nên tôi mới càng khẩn trương đấy. Các người vừa ly hôn, tôi liền ở cùng anh, cái này có thỏa đáng không? Lý Vân Uyển trợn trắng mắt. Cô biết không thỏa đáng, nhưng cô vẫn cứ làm mà. Tề Đẳng nhàn hơi hơi mỉm cười. Lý Vân Uyển nhìn không được duỗi tay véo hắn, có hơi nổi giận, làm như cô ta đê tiện lắm không bằng, tức giận nói cái tên IQ thấp, anh cứ cả đời không bằng cầm thú đi. Tề Đẳng nhàn hung hăng uống một ngụm rượu, tựa như thêm can đảm cho bản thân, lớn tiếng nói với Diệp Phong, tiểu Diệp tử, chuẩn bị xe cho tôi, đưa tôi trở về. Diệp Phong tất nhiên là vội vàng đồng ý. Lý Vân Uyển còn cảm thấy Tề Đẳng nhàn tức giận, làm sao đoán được hắn định kéo cả mình vào. Hôm nay tôi phải làm cho cô biết, tôi tuyệt đối không phải không bằng cầm thú. Lão đồ Tề đã từng nói với Tề Đẳng nhàn. Một khắc khi cậu trở thành đàn ông chân chính, khi trong tay nhéo hai cái màn thầu nóng hầm hập, cậu mới biết được, khoảng thời gian từ lúc sinh ra từ trong bụng mẹ cho đến một khắc trước đó đều sống uổng phí. Tề Đẳng nhàn cũng cảm thấy lão đồ Tề không lừa mình, chẳng qua bản thân cũng phải chịu tội một chút, đầy sau lưng đều là vết cào của móng tay dài để lại. Nhìn qua gương một chút, quả thực là thảm đến không nỡ nhìn. Quả nhiên là ngự tỷ giả, làm như cái gì cũng biết, trên thực tế bản thân cái gì cũng không biết. Tề Đẳng nhàn nhịn không được nhe răng trợn mắt mà cười, phía sau lưng nóng rát nhưng trong lòng lại hân hoan. Một đợt trêu đùa, ước chừng tốn hơn một tiếng đồng hồ mới đi vào chính đao, thật sự là gian khổ, không dễ dàng. Nhưng mà... sau khi nắm giữ kỹ xảo liền sảng khoái như đường tăng trải qua 81 kiếp nạn lấy được chân kinh. Kiều Thu Mộng ly hôn với Tề Đẳng Nhàn, Lý Vân Uyển cũng coi như đã hoàn toàn bỏ được gánh nặng tâm lý. Cười cười cười, cười cái em gái anh, cái tên không có tiền đồ này, còn có mặt mũi nói bản thân tung hoành giữa vạn bụi hoa, giữa váy dài lắc lư, chỉ có năng lực như này. Lý Vân Uyển nhẹ nhàng đá Tề Đẳng Nhàn một cái, khó chịu nói. Em mờ. Ha ha. Không phải do đã lâu không lâm trận sao? Tề Đẳng nhàn cười ngược, hắn cũng trải qua lần đầu lúng lúng. Lâu rồi không ra trận, có phải anh có bệnh gì hay không? Có cần ngày mai đưa anh đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Lý Vân Uyển quan tâm hỏi. Tề Đẳng nhàn lại bị câu quan tâm này làm cho tức giận, người đàn ông nào có thể thừa nhận chính mình không được chứ? Huống chi, đây là trải nghiệm lần đầu của hắn có được không, nhanh một chút cũng rất bình thường. Vì thế, Lý Vân Uyển khiêu khích và đùa giỡn Tề Đẳng nhàn quá độ, rốt cuộc cũng nhận được báo ứng của bản thân. Ngày hôm sau Lý Vân Uyển không còn sức lực để rời giường. Ngủ một giấc tỉnh lại, cảm giác xương cốt như tan thành từng mảnh, thân thể nằm trong một lồng ngực vừa rắn chắc lại ấm áp, tràn ngập cảm giác an toàn. Đồ chó! Lý Vân Uyển mở to mắt liền nhìn thấy Tề Đẳng nhàn đang nhìn cô ta, đỏ mặt, hung hăng mắng một tiếng. Vân đỉnh thiên cung của tôi! Là nơi có thể nói đến là đến, nói đi là đi sao? Tề Đẳng nhàn trả lời bằng một câu không liên quan. Lý Vân Uyển dở khóc dở cười, cảm thấy thật là đường đột. Ngày hôm qua cô ta bị Tề Đẳng nhàn dưới cơn giận dữ mang theo về nhà. Sau đó đầu óc cô ta cũng không nhanh nhạy, mơ màng hồ đồ, ớ mờ liền đi theo. Tuy rằng hôm nay là thứ hai, nhưng cũng may đang trong kỳ nghỉ, tính cả cuối tuần là 3 ngày, không cần đi làm. Nếu không... Lý Vân Uyển thật sự không biết một chuỗi dấu vết như bị chó gặm trên cổ của mình nên bị che lấp như thế nào. Thời điểm hai chân Lý Vân Uyển chạm đất, cảm giác như là đạp lên bông, gần như đứng không vững, vừa bước một bước liền có một loại cảm giác tê liệt kỳ quái. Tề Đẳng nhàn nhìn dáng đi không được tự nhiên của cô ta, không hề có lương tâm mà cười ha ha. Cái không có lương tâm nhà anh, còn không phải bị anh làm hại. Lại cười nữa bà đây liền đánh chết anh. Lý Vân Uyển tính tình nóng nảy giận dữ hét. Không cười không cười, chỉ là cảm thấy tư thế đi đường của cô rất thú vị, như một con chim cánh cụt vậy. Tề Đẳng nhàn nén cười đi đến. Lý Vân Uyển vừa định nổi giận liền bị hắn chặn ngang bắt lấy cả người, sợ tới mức kinh hô một tiếng,
vội vàng duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Lý Vân Uyển bĩu môi, nhìn thoáng qua chứng cứ phạm tội mà tối hôm qua Tề Đẳng Nhàn lưu lại, lạnh giọng nói, xem chuyện tốt anh làm đi, hôm nay tôi phải mặc như nào. Tôi không có nổi một bộ quần áo ở nơi này. Trên người cô ta bây giờ là áo sơ mi của Tề Đẳng Nhàn, cặp chân dài bóng loáng cứ như vậy mà lõa lổ ra bên ngoài, làm người ta nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng. Quần áo ngày hôm qua mặc đều bị xé cho rách tung tóe, có thể tưởng tượng được tối hôm qua sau khi tiến vào phòng, tình hình chiến đấu dữ dội kịch liệt như nào. Một lát nữa tôi ra ngoài mua cho cô, Tề Đẳng Nhàn thề son sắt bảo đảm. Nhìn không ra được anh cũng rất thô lỗ. Lý Vân Uyển duỗi tay chọc lên trán Tề Đẳng Nhàn một cái, nhẹ nhàng nói. Tề Đẳng Nhàn thả Lý Vân Uyển trong phòng khách, bản thân hắn vào trong phòng bếp làm bữa sáng, hoặc là nói, lúc này đã không thể gọi là bữa sáng, mà là cơm trưa. Lý Vân Uyển nửa nằm ở trên sofa, hếch hếch cằm, khóe miệng nở một nụ cười có chút ngọt ngào. Chuyện này có được tính là nhặt của hời thành công không? Những cô gái mập mờ trước đây hình như đều đang có kè mặc cả với thương nhân. Ngày hôm qua đã giải quyết dứt khoát, xem như nhặt được bảo vật mà bản thân mong muốn. Bữa sáng được làm tương đối đơn giản, nhưng rất dụng tâm, Lý Vân Uyển có thể cảm nhận được trong đó sự quan tâm và dịu dàng dành cho bản thân. Ngày hôm qua quá dã man, thật xin lỗi, tôi thừa nhận tôi chưa hiểu việc đời, huống chi, cô còn là một cô gái xinh đẹp như vậy. Tề Đẳng Nhàn có chút ngượng ngùng mà nói với Lý Vân Uyển. Sắc mặt Lý Vân Uyển lập tức đỏ bừng, hơi hơi cắn răng. Cái tên IQ thấp này, loại chuyện này đã qua rồi thì đừng nói lại, còn phải trịnh trọng nói một lần, thậm chí xin lỗi. Này này này, người cũng để cho anh chọc rồi, anh còn xin lỗi cái gì? Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần pháp luật làm gì? Ý anh là hối hận rồi. Nhất thời xúc động, Lý Vân Uyển hài hước hỏi. Không phải, ý của tôi là, về sau tôi sẽ dịu dàng hơn. Tề Đẳng Nhàn cười. Lý Vân Uyển trừng mắt với hắn một cái, cười lạnh nói, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, còn muốn về sau dịu dàng hơn, nằm mơ đi thôi. Cho dù IQ có thấp hơn nữa Tề Đẳng Nhàn cũng biết lời này của Lý Vân Uyển chẳng qua là xuất phát từ sự rụt rè của phụ nữ thôi, nếu cô ta muốn đúng như lời vừa nói thì đêm qua Tề Đẳng Nhàn sẽ không có cơ hội làm cầm thú. Tề Đẳng Nhàn nhìn gò má đỏ rực của Lý Vân Uyển, cảm thấy hết sức đáng yêu, nhịn không được duỗi tay sờ một cái, hôn một cái. Nói tôi đi mua quần áo cho cô ở nhà chờ tôi. Lý Vân Uyển e lệ ngượng ngùng một tiếng. Tề Đẳng Nhàn một lần nữ phong ấn chiếc Aston Martin hôm qua vừa lái được một lần, vẫn nên đổi về phế tần. Cái trước thật sự quá khoe khoang, hắn không muốn đi đến nơi nào cũng đều biến thành đối tượng bị mọi người chú ý. Tề Đẳng Nhàn lái xe đến trung tâm thương mại Phi Mã, nơi này là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Trung Hải. Do nhà giàu số 1 thành phố Trung Hải Vương Vạn Kim rót vốn khai phá. Cũng không biết do vận mệnh sắp đặt hay là ông trời thật sự thích mấy loại trò đùa ác ý, hắn mới vừa xuống xe liền gặp Ngọc Tiểu Long vừa đi xuống từ xe Jeep. Hai người mặt đối mặt, đều ngẩn người, lạnh nhạt đi vào trong thang máy. Tại sao đi đến nơi nào cũng có thể gặp được anh vậy? Ngọc Tiểu Long có hơi không vui nói, cô ta luôn cảm thấy bản thân hình như bị Tề Đẳng Nhàn theo dõi. Bị hắn cố tình tạo ra một số tình huống trùng hợp ngẫu nhiên gặp được. Trùng hợp thật, tôi cũng định hỏi như vậy. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh một tiếng, nói. Ngọc Tiểu Long vẻ mặt lạnh nhạt nói, nghe nói anh và Kiều Thu Mộng đã ly hôn. Đàn ông như anh, thật sự không được. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, nói, liên quan gì đến cô? Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, phẩm chất đạo đức phẩm của anh làm tôi phỉ nhổ, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Không làm ông chồng tốt của Kiều Thu Mộng lại ở bên bạn tốt của cô ta, ghê tởm. Tề Đẳng Nhàn ha ha hai tiếng đáp lại. Ha ha, bây giờ cũng không còn là tiếng cười thân thiện gì nữa, thường thường đại biểu cho đờ mờ mờ, mày là đồ ngu, ông đây không muốn phản ứng lại với mày. Anh đi nói cho Sở Vô Đạo. Tôi ăn chắc Vladimir rồi, hắn ta không có cơ hội. Nói xong lời này, cửa thang máy mở ra, Ngọc Tiểu Long nghênh ngang rời đi. Lưu lại một bóng dáng lãnh khốc cao ngạo. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, bệnh tâm thần. Tề Đẳng Nhàn tùy tiện đi dạo ở tầng 1 của trung tâm thương mại, nhìn thấy mấy cửa hàng thời trang cao cấp nối tiếp nhau, nghĩ nghĩ một lúc, quyết định chọn Chanel. Mới vừa vào cửa hàng, hắn liền thấy được một bóng người quen thuộc, cười nói, không phải thư ký Dương đây sao? Tề Tổng, Dương Quan Quan quay đầu lại,
sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, hơi lắp bắp kinh hãi. Thật trùng hợp, Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan kinh ngạc hỏi, sao Tề Tổng lại ở chỗ này, chuẩn bị mua quần áo cho Mộng Mộng sao? Định làm cô ấy thay đổi quyết định. Nếu anh thật sự muốn làm như vậy, tôi cảm thấy vẫn có hy vọng. Tôi cũng sẽ trợ giúp cho anh một chút, thay anh nói tốt vài câu trước mặt cô ấy. Dương Quan Quan cũng đã biết chuyện Kiều Thu Mộng và Tề Đẳng Nhàn đã ly hôn, thật ra trong lòng cô ta rất kinh ngạc, Tề Đẳng Nhàn vừa mới ở câu lạc bộ vận động biểu hiện xuất sắc đến như vậy, kết quả ngày hôm sau Kiều Thu Mộng liền ly hôn với hắn. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, nói, không phải tôi mua cho cô ta, tôi mua cho Vân Uyển. Quần áo ngày hôm qua của Lý Vân Uyển đã bị hắn xé cho rách nát tả tơi. Bây giờ còn đang mặc áo sơ mi của hắn ở trong Vân Đỉnh Sơn Trang chờ hắn mang quần áo cho đây này. Dương Quan Quan cạn lời, cảm thấy trong chuyện Kiều Thu Mộng ly hôn với Tề Đẳng Nhàn, Lý Vân Uyển hơn phân nửa chiếm nhân tố trong nhỏ trong đó. Chuyện hôm trước, tôi quên mất chưa nói cảm ơn anh. Lần sau nếu có rảnh rỗi, tôi mời anh một bữa cơm. Nếu ngày đó anh không đứng ra, có khả năng tôi sẽ bị ngựa đâm chết. Dương Quan Quan nhìn Tề Đẳng Nhàn, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Bây giờ cô ta đã hóa giải được rất nhiều hiểu lầm về Tề Đẳng Nhàn, người này có chút háo sắc, nhưng mà cũng không có người đàn ông nào có thể không liếc mắt nhìn nó một cái, không phải vấn đề gì lớn. Trên phương diện trái phải rõ ràng, Tề Đẳng Nhàn thật sự rõ ràng, hơn nữa theo lý mà nói, làm Dương Phỉ Phỉ người Dương gia ở Thượng Hải phải chịu thiệt như vậy. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, bình tĩnh nói, được. Vậy ngày mai đi, ngày mai vừa hay đi làm lại, tan tầm cô mời tôi ăn cơm là được. Hai người hàn huyên một lát, Dương Quan Quan đề cử cho Tề Đẳng Nhàn mấy bộ quần áo, cô ta cảm thấy mấy món này chắc là sẽ rất phù hợp với phong cách của Lý Vân Uyển. Tiểu thư, làm phiền cô, lấy chiếc túi này gói lại cho tôi. Dương Quan Quan chọn chúng một chiếc túi sách số lượng giới hạn, giá hơn 80.000. Đắt quá, nhưng cô ta vẫn cắn chặt răng, quyết định mua nó. Nhân viên cửa hàng vừa mới chuẩn bị lấy xuống, liền có một nam một nữ từ cửa đi đến, người phụ nữ quát, từ từ, cái túi này, tôi muốn. Dương Quan Quan nghe được giọng nói quen thuộc, đầu óc muốn nổ tung, thân thể cũng nhịn không được mà run rẩy. Người phụ nữ có thể làm cô ta có loại phản ứng kịch liệt như vậy, ngoại trừ Dương Phỉ Phỉ thì còn có thể là ai? Người nhà họ Dương ở Thượng Hải luôn là bóng ma vĩnh viễn không thể loại bỏ của cô ta. Bóng ma đã ám ảnh mười mấy năm làm sao có thể thoát khỏi dễ dàng như vậy. Dương Phỉ Phỉ đi vào trong cửa hàng, trên cánh tay đeo một cái túi sách giống y như đúc cái này, bên cạnh có một người đàn ông trẻ tuổi soái khí tuấn lãng đi theo. Đây không phải là Dương tiểu thư sao? Không đi tổ chức lễ truy điệu cho con ngựa của mình à, tới nơi này làm gì? Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Dương Phỉ Phỉ liền nhàn nhạt mà nói. Tôi tổ chức lễ truy điệu cho cả nhà anh thì có. Dương Phỉ Phỉ nghe được câu nói ấy, sắc mặt trực tiếp trở nên đen xì, lạnh lùng đáp lại. Con ngựa Ả Rập yêu quý của cô ta, giá trị tới 60 triệu, bị một mũi tên của Tề Đẳng Nhàn bắn chết, mỗi khi nhớ tới cô ta đều đau lòng không thôi. Thật ra tiền dễ dàng kiếm lại được, nhưng con ngựa tốt như vậy lại rất khó tìm được. Người đàn ông đẹp trai bên cạnh Dương Phỉ Phỉ dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, tựa như đang nhìn một con kiến. Căn bản không đem hắn để vào trong mắt. Tề Đẳng Nhàn tất nhiên sẽ không để ý người khác nhìn hắn thế nào, chỉ nhàn nhạt nói với nhân viên cửa hàng, còn thất thần làm gì, gói lại đi. Cái túi sách này, thư ký của tôi muốn. Dương Phỉ Phỉ lại cười lạnh nói, tôi muốn cái túi này. Sắc mặt Dương Quan Quan trở nên trắng nhợt, nói chị Phỉ Phỉ, chị đã có một cái túi giống y như đúc, tại sao còn muốn đến tranh với tôi? Tôi thật sự rất thích cái túi này. Dương Phỉ Phỉ trực tiếp ngắt lời cô ta, nói, dùng cùng kiểu túi với đứa con hoang thấp kém như cô làm tôi cảm thấy rất mất mặt. Cho nên, cô cảm thấy tại sao tôi phải cho cô cái túi này. Cô thích, không phải cô thích rất nhiều thứ sao. Khi còn nhỏ cô thích xe lửa mô hình, phi cơ mô hình, máy chơi game, có thứ gì là cô có được. Toàn bộ đều là của tôi. Tôi muốn nói cho cô biết, trưởng thành cũng giống thế, cô sẽ mãi mãi không có đồ vật cô thích được. Còn tôi, dễ như trở bàn tay. Cái thứ con hoang như cô, sớm nên biết được bản thân hèn mọn, đừng vọng tưởng một ngày có được cái gì từ nhà họ Dương chúng tôi. Mỗi một câu nói của Dương Phỉ Phỉ đều như búa tạ hung hăng đánh vào sâu trong nội tâm Dương Quan Quan, trong lúc nhất thời,
gợi lên rất nhiều hồi ức bi thảm thời thơ ấu, khiến cho cơ thể của cô ta run lên bần bật. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Dương Quan Quan, cảm thấy cô ta cũng quá hèn rồi, thời điểm đối mặt với hắn thì thường xuyên đấm đá, đối mặt với Dương Phỉ Phỉ thì sao, suốt ngày vâng vâng dạ dạ thì thôi đi. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không bởi vì thế mà khinh thường Dương Quan Quan, mỗi người đều có nỗi niềm khó nói, tất nhiên Dương Quan Quan cũng như thế. Không nghe thấy Dương Tiểu Thư nói sao, gói chiếc túi này lại cho Dương Tiểu Thư. Dương Tiểu Thư là khách hàng tôn quý từ Thượng Hải xa xôi đến, chọc cho cô ấy không vui, tôi sẽ khiến cho các người một giây đóng cửa cút đi. Người đàn ông tuấn lãng bên cạnh Dương Phỉ Phỉ mở miệng vào ngay lúc này, có một loại khí thế của người bề trên, phảng phất như đang ra lệnh. Nhân viên cửa hàng bị dọa sợ, cửa hàng trưởng cũng bị kinh động đi ra, sau khi nhìn thấy người đàn ông tuấn lãng, lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Vương Thiếu, ngài chờ một lát, tôi sẽ tự mình gói lại. Cửa hàng trưởng rất nịnh hót hắn ta, thậm chí còn định tự mình làm việc. Dương Phỉ Phỉ nhìn về phía Dương Quan Quan, nói thấy được chưa, đồ con hoang, đây là sự chênh lệch của bối cảnh và thực lực. Dương Phỉ Phỉ tôi, bất kể đi đến nơi nào đều sẽ là khách quý ở chỗ đó, được đối xử đặc biệt. Mà Dương Quan Quan cô, đi đến nơi nào cũng chỉ có thể là một tiện tỳ hèn mọn, một đứa con hoang nho nhỏ mà thôi, cũng muốn dùng một kiểu túi xách với tôi. Lòng hư vinh đáng xấu hổ của cô, vĩnh viễn cũng không được thỏa mãn. Tề Đẳng Nhàn không quen nhìn Dương Phỉ Phỉ bắt nạt người khác như vậy, trực tiếp tiến lên phía trước một bước, ngăn cửa hàng trưởng lại, nói có ý gì. Cái túi này là chúng tôi thấy trước. Khuôn mặt cửa hàng trưởng lại đầy vẻ không kiên nhẫn, nói các người thấy trước thì thế nào. Vương Thiếu cũng đã nói, cái túi sách này phải cho Dương Tiểu Thư tôn quý. Các người thì tính là cái gì, có thể so sánh với Vương Thiếu sao? Dương Quan Quan nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tề Đẳng Nhàn, sau đó hơi hơi lắc đầu, tuy rằng khuôn mặt đầy vẻ tủi thân nhưng cô ta không muốn gây chuyện. Vương Đông đứng bên cạnh Dương Phỉ Phỉ hiển nhiên không phải người dễ trêu chọc, một câu là có thể làm cho cửa hàng trưởng xem như thánh chỉ, tất nhiên là có địa vị rất cao. Cô sợ cái gì? Chuyện này tôi quản, không cần cô ngăn cản. Thành thành thật thật câm miệng, hôm nay tôi muốn dạy cho bọn họ bài học nên tôn trọng người khác như thế nào. Tề Đẳng Nhàn hất tay Dương Quan Quan ra, lạnh giọng quát lớn. Dương Quan Quan bị khí chất này của hắn dọa sợ rồi. Lộ ra biểu tình mềm yếu khi đối mặt với Dương Phỉ Phỉ, không dám nói lời nào. Tề Đẳng Nhàn nhìn dáng vẻ im lặng của cô ta, cảm thấy có hơi buồn cười, hay là Dương Quan Quan này ăn cứng không ăn mềm, sợ người khác quát mình. Vậy thì về sau, hắn cần phải uy hiếp cô ta mới được, miễn cho cô ta cả ngày đấm đấm đá đá hắn, cái này cần phải thay đổi. Tôn trọng. Ha ha ha, anh cảm thấy dựa vào cái gì mà tôi phải tôn trọng một đứa con hoang. Còn có anh cho rằng bản thân mình là ai, muốn ra mặt giúp đỡ cô ta. Có thể làm Triệu Hắc Long nể mặt anh cảm thấy bản thân được xem như một người có tiếng nói. Sau khi Dương Phỉ Phỉ nghe được những lời Tề Đẳng Nhàn nói, điên cuồng cười ha ha, gương mặt đầy vẻ khinh thường và ngạo mạn. Vương Đông cũng nhịn không được lắc đầu mỉm cười, vậy mà lại có người nói muốn dạy cho cậu ta học cách tôn trọng người khác như thế nào. Buồn cười, buồn cười. Xem ra cha mẹ cô thật sự không dạy dỗ cô cho tốt, người nhà họ Dương ở Thượng Hải cũng chỉ có trình độ như vậy. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Phỉ Phỉ không để ý tới hắn, quay đầu nói với Vương Đông, Vương Thiếu, đứa con hoang kia thích bất cứ món đồ nào trong trung tâm thương mại thì cũng đừng bán cho cô ta, tôi sẽ bỏ tiền ra mua tất. Vương Đông gật gật đầu, nói, Dương Tiểu Thư muốn làm như thế nào thì cứ làm, tôi sẽ dùng toàn lực ủng hộ Dương Tiểu Thư. Dương Quan Quan có hơi đau đớn nói, tại sao chị không muốn buông tha cho tôi? Tôi cũng đã rời khỏi Thượng Hải nhiều năm như vậy, thậm chí còn chạy ra nước ngoài ở mấy năm. Dù cho có nói như thế nào, chúng ta cũng là người thân mà. Tại sao cứ muốn tra tấn tôi? Dương Phỉ Phỉ lãnh ngạo mà nhìn cô ta, nói tại sao à? Chính cô hiểu rõ trong lòng. Từ bỏ quyền kế thừa tài sản của cô, tôi có thể suy xét buông tha cho cô. Cái túi này cũng nhường cho cô. Tài sản của nhà họ Dương chúng tôi không phải thứ đứa con hoàng nho nhỏ như cô có thể mơ ước. Dương Quan Quan lại cắn răng nói, dựa vào cái gì? Tôi cũng là người nhà họ Dương, dựa vào cái gì mà tôi phải từ bỏ? Tôi ở nhà họ Dương bị các người bắt nạt nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì muốn tôi phải làm theo ý các người?
Dương Phỉ Phỉ cười lạnh nói, vậy đừng trách chúng tôi không bỏ qua cho cô, không chỉnh cô đến chết thì chúng tôi sẽ không dừng tay. Cô nên học bà mẹ đê tiện của mình, mai danh ẩn tích sớm một chút. Cả người Dương Quan Quan đều trở nên suy sụp, đối mặt với người nhà họ Dương ở Thượng Hải, trong nội tâm cô ta chỉ có cảm giác vô cùng bất lực. Nhà họ Dương ở Thượng Hải quá mạnh, chỉ bằng sức lực của bản thân cô ta thì căn bản không có khả năng lay động được, sợ là chỉ cần phản kháng một chút cũng có khả năng rước đến ý nghĩ muốn giết người của bọn họ. Túi đã gói xong rồi, Dương tiểu thư, cửa hàng trưởng vào ngay lúc này ho khan một tiếng, mở miệng nói. Lấy đến đây đi, Dương Phỉ Phỉ nhàn nhạt nói. Cửa hàng trưởng vừa định chuẩn bị mang chiếc túi đi qua lại bị Tề Đẳng Nhàn ngăn cản, duỗi tay ra cướp lấy. Lạnh nhạt nói, ngay cả đạo lý thứ tự đến trước đến sau mà cô cũng đều không hiểu sao. Cửa hàng trưởng bực bội nói, đồ trong cửa hàng chúng tôi muốn bán cho ai thì bán cho người đó. Ai bảo các người không có bản lĩnh, nếu các người có bản lĩnh, tôi cũng có thể bán cho các người. Chuyện ồn ào này cũng kinh động không ít người trong trung tâm mua sắm, một đám người đến vây xem. Kia không phải là Vương Thiếu sao, vậy mà lại có người dám đắc tội với cậu ta. Vương Thiếu chính là ông chủ nhỏ của trung tâm thương mại Phi Mã, toàn bộ trung tâm thương mại này đều là do bố của cậu ta Vương Vạn Kim đầu tư xây dựng. Đúng là không biết tốt xấu, vì một cái túi sách mà đắc tội với người như Vương Thiếu, không phải đầu óc bị nước vào chứ. Sau khi mọi người nhìn thấy Vương Đông liền sôi nổi xì xào. Sau khi Dương Quan Quan nghe được mấy lời này thì cúi đầu càng thấp, Dương Phỉ Phỉ có thể kết bạn với người như Vương Đông dễ như trở bàn tay, cô ta lại không có năng lực này. Đừng cúi đầu, Vương Miện sẽ rơi, đừng rơi lệ, kẻ ngốc sẽ cười. Tề Đẳng Nhàn có thể cảm nhận được sự tự ti trong nội tâm Dương Quan Quan, hắn cười vươn tay xa xoa xoa đầu cô ta. Dương Quan Quan sửng sốt, trong nội tâm cảm nhận được có chút ấm áp, ít nhất trong lúc người nhà họ Dương bắt nạt mình, có người có thể đứng bên cạnh mình. Vương Đông nhìn Tề Đẳng Nhàn, bình tĩnh nói, anh muốn cái túi này. Chuyện này thật cũng không phải không thể, tôi đồng ý cho anh cơ hội này. Quỳ xuống, giống như một con chó bỏ đến trước mặt Dương Tiểu Thư, xin lỗi Dương Tiểu Thư. Cái túi này, tôi tặng cho anh, thậm chí tất cả đồ vật trong cửa hàng này tôi cũng có thể tặng cho anh. Vương Đông vừa nói ra những lời này, người xung quanh đều phát ra tiếng kinh hô. Không hổ là con trai của nhà giàu số một chỗ chúng ta, nói chuyện phí phách như vậy. Vương Thiếu chính là Vương Thiếu, hành vi cử chỉ đều lộ ra sự bá đạo và khí phách người khác không thể sánh kịp. Quả thực chính là nhân vật giống với Kiều Phong. Vương Thiếu cho các người cơ hội, còn không biết quý trọng nó. Lập tức quỳ xuống đi. Người xung quanh đều ồn ào lên tiếng, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, sôi nổi thêm dầu vào lửa. Tề Đẳng Nhàn không nói gì. Vương Đông cười cười, ngại quá, tôi là chủ của trung tâm mua sắm này, tôi muốn bọn họ bán hàng cho ai là có thể bán cho người đó. Nếu anh không muốn làm một con chó vẫy đuôi lấy lòng, vậy thì tự mình mở một trung tâm mua sắm là được. Như vậy thì anh sẽ có thể muốn mua cái gì liền mua cái đó. Trong lời Vương Đông tràn ngập cảm giác của người bề trên. Hai người kia vào mua sắm ở cửa hàng Sanen, chứng tỏ cũng có chút năng lực kinh tế, nhưng mà chỉ bằng chút năng lực kinh tế đó, ở trong mắt cậu ta còn không bằng Hạ Bụi. Toàn bộ trung tâm mua sắm đều là của nhà cậu ta, ai có thể có tiền hơn cậu ta nữa. Cửa hàng trưởng cũng đen mặt nói với Tề Đẳng Nhàn, trả lại túi cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát, nói anh ăn cướp ở đây. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, lát nữa cô tốt nhất nên dọn dẹp một chút đồ vật của mình, bởi vì từ hôm nay trở đi, trung tâm thương mại này sẽ không giữ cô nữa. Ha 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 ha, tôi nghe được cái gì thế này? Vậy mà hắn lại dám nói mấy lời như này trước mặt Vương Thiếu. Vương Thiếu mới là chủ của trung tâm thương mại này. Hắn cho rằng bản thân là ai, bảo vị cửa hàng trưởng kia dọn dẹp đồ đạc rồi cút. Đầu óc hỏng rồi à, Vương Thiếu mới bảo hắn tự mở một cái trung tâm thương mại, hắn liền ảo tưởng nghĩ trung tâm thương mại Phi Mã là của nhà mình. Tôi ngất, đây là lần đầu tiên tôi gặp một kẻ ngu xuẩn như vậy, cái gì cũng có thể nói được. Mọi người nghe được lời này của Tề Đẳng Nhàn đều tỏ ra cạn lời, cảm thấy thật buồn cười. Sau khi Vương Đông nghe được lời này cũng nhịn không được mà bật cười. Lắc lắc đầu, nói với cửa hàng trưởng, cô cứ mở cửa hàng bình thường, nếu muốn mở chi nhánh, trực tiếp nói với tôi miễn phí tiền thuê mặt bằng 3 tháng cho cô. Cửa hàng trưởng vô cùng vui vẻ nói, cảm ơn Vương Thiếu.
Đồ ngốc, nghe được chưa? Một chút bản lĩnh cũng không có mà còn muốn ra vẻ. Vương Thiếu mới là chủ của trung tâm thương mại này, hắn cho rằng mình là ai, có tư cách nói những lời như vậy à? Còn bảo người ta đóng cửa cút đi, tôi muốn nhìn một chút, lát nữa hắn làm như thế nào để người ta đóng cửa. Mọi người vẫn luôn cười ầm lên, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn quả thực là đang làm trò cười cho thiên hạ, chắc là bị điên rồi. Dương Phỉ Phỉ cũng lộ vẻ mặt cười nhạo, nói, được rồi, trò hề kết thúc, cứ như vậy đi. Sau khi nói xong lời này, cô ta đi đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, vươn tay, nói mang đến đây đi. Ngại quá, tôi đã mua lại trung tâm thương mại này. Về sau, cô bị xếp vào sổ đen, trung tâm thương mại này sẽ không có bất kỳ một cửa hàng nào bán đồ cho cô. Tề Đẳng Nhàn lấy di động của mình ra, gọi một cuộc điện thoại, sau đó nhàn nhạt nói với Dương Phỉ Phỉ. Dương Quan Quan nghe xong lời này cũng phải che mặt, người khác đều nói Vương Đông là chủ của trung tâm thương mại này, Tề Đẳng Nhàn lại còn nói ra lời ngu ngốc như vậy, đúng là quá ngốc. Quả nhiên, Dương Phỉ Phỉ nghe xong cười to, nói với Dương Quan Quan, Dương Quan Quan, làm phiền cô tìm một người đàn ông bình thường một chút, đừng có tìm cái loại não tàn này, được không? Cho dù có giẫm chết cái loại não tàn này, tôi cũng rất khó có cảm giác thành tựu. Rất không thú vị, cô có biết hay không? Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý mấy lời đàm tiếu của những kẻ này, hắn đưa điện thoại áp sát tai. Đồ ngu, cậu giả vờ cho ai xem đây? Vị sếp trẻ tuổi nhất của trung tâm thương mại Phi Mã đang ở đây, cậu còn gọi điện cho ai nữa? Loại người này ngu thật đấy, kiến nghị chủ tiệm gọi cảnh sát đến bắt hắn ta đi, kiện hắn tội trộm cướp. Đúng đấy, không có bản lĩnh gì mà còn ở đây ồn ào, nhìn thôi đã khiến người khác chán ghét. Đám người nhìn dáng vẻ của Tề Đẳng Nhàn, tất cả đều cười nhạo hắn, cảm thấy hắn giả vờ có hơi quá rồi. Ngay lập tức, điện thoại được kết nối. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, Lão Vương, tôi nhờ anh một chuyện. Tôi nhìn chúng trung tâm thương mại Phi Mã rồi, anh ra giá đi. Tôi muốn mua trung tâm thương mại này của anh trong vòng một tiếng. Có vấn đề gì không? Sau khi nói xong, cũng không đợi câu trả lời của Vương Vạn Kim. Tề Đẳng Nhàn tiện tay bỏ điện thoại xuống. Lão Vương, ha ha ha, đùa kiểu gì vậy? Ở thành phố Trung Hải, ai dám gọi người giàu nhất Trung Hải như vậy chứ? Dám gọi Vương Vạn Kim tiên sinh là Lão Vương, sợ chỉ có người đứng đầu chính quyền tỉnh Đông Hải của chúng ta thôi. Khoác lác quá rồi đấy, không nhìn nổi nữa rồi, thật sự muốn đánh chết hắn. Vương Đông cũng không tự chủ được mà lắc đầu, lộ ra nụ cười nhếch Lão Vương. Người cậu vừa gọi là bố tôi. Ha! Tề Đẳng Nhàn trả lời, đúng thế, bố cậu là một người chính trực như vậy, cũng không biết sao lại sinh ra một đứa con trai khốn nạn như thế chứ. Vương Đông lập tức hét lên giận dữ, đủ rồi. Đồ rác rưởi, từ đầu đến giờ cậu ở đây bày trò, không thấy ghê tởm à. Bây giờ, cậu còn giả bộ gọi cho bố tôi. Cho dù bố tôi đem trung tâm thương mại này bán cho cậu thật, một tên ngốc như cậu có mua nổi không? Trung tâm thương mại này có giá 50 tỷ, cậu lấy cái gì để mua? Dương Phỉ Phỉ cũng khinh thường nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, cậu tưởng rằng có thể khiến Triệu Hắc Long cúi đầu, thì có thể muốn làm gì thì làm ở Trung Hải này chắc. Triệu Hắc Long còn kém ngài Vương vài bậc. Hôm nay tôi lại muốn xem, cậu mua trung tâm thương mại này kiểu gì? Còn không cho tôi mua đồ ở đây, thật nực cười, nếu cậu mà không mua nổi cái trung tâm thương mại này. Tôi sẽ mua một đống đồ, trực tiếp đánh chết cậu. Vương Đông ra hiệu, lập tức có một đám bảo vệ đi lên. Tôi cho cậu 10 phút, nếu sau 10 phút, tôi không nhận được cuộc gọi của bố tôi, vậy tôi sẽ trực tiếp cho người đưa cậu đến đồn cảnh sát, kiện cậu tội trộm cướp. Vương Đông cười nham hiểm nói. Tề Đẳng Nhàn cũng không thèm để ý, tùy ý đưa chiếc túi trong tay cho Dương Quan Quan đang ngồi bên cạnh, nói thích thì cầm lấy, đây là món quà tôi tặng cô. Dương Quan Quan ngẩn người, có chút lúng túng cầm chiếc túi trong tay, lộ ra sự áy náy. Vương Thiếu, không phải vừa rồi cậu nói không cho tôi mở cửa hàng ở đây sao? Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không chỉ mở cửa hàng, mà còn mở thêm một chi nhánh nữa. Chủ tiệm túi sách Chanel cũng không nhịn được mà cười lớn. Không thành vấn đề, về sau tôi giúp cậu thu xếp, miễn 3 tháng thuê mặt bằng. Vương Đông cười nói. Mọi người nghe đến đây, đều không nhịn được cười. Vừa rồi Tề Đẳng Nhàn còn ăn nói ngông cuồng, chớp mắt một cái đã bị chủ tiệm và Vương Đông tát một cái vào mặt.
Dương Phỉ Phỉ cũng mở miệng nói, ai trong số các người có thể mở cửa hàng trong trung tâm thương mại Phi Mã, thì hãy chọn những món đồ đắt nhất mang đến đây, bà đây muốn mua. Dương gia ở Ma Đô, vừa giàu có lại vừa có quyền lực. Một vài chủ tiệm nghe xong câu này thì vô cùng vui mừng, không hẹn mà cùng lúc điên cuồng nịnh nọt Dương Phỉ Phỉ. Cô Dương không hổ là đến từ một tỉnh lớn như Ma Đô, vung tay phóng khoáng như vậy. Vừa rồi tên ngu kia còn nói không để cô Dương mua đồ trong trung tâm thương mại, cô Dương làm như vậy chẳng khác nào tát vào mặt hắn, nhìn đã con mắt thật sự. Sao lại không nói chuyện nữa rồi? Có phải cảm thấy bản thân không còn mặt mũi để nói chuyện nữa? Bị người khác đánh sưng mặt rồi. Bọn họ tâng bốc Dương Phỉ Phỉ, cũng không quên trà đạp Tề Đẳng Nhàn. Dương Quan Quan có chút sợ hãi nép bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, thấp giọng nói, Tề Tổng, hay là thôi đi, chiếc túi này. Tôi không cần, tôi không thích nó nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh nói, cô nhìn chúng chiếc túi này trước, cô ta dựa vào cái gì mà cướp của cô cục tức kia, tôi giúp cô xả, tôi sẽ mua trung tâm thương mại này. Tuy lời nói bá đạo, nhưng đến tai mọi người thì lại thấy buồn cười, không có năng lực, thì lấy gì để mua. Dương Quan Quan cũng cảm thấy mấy lời này của Tề Đẳng Nhàn có chút khoa trương, một trung tâm thương mại trị giá hàng tỷ, sao có thể nói mua là mua được. 10 phút đã hết. Vương Đông nhìn chiếc Patek Philippe trên cổ tay, bình thản nói. Đám nhân viên bảo vệ xung quanh cũng sắn tay vén áo đi tới, hy vọng thể hiện được bản thân ở trước mặt Vương Đông, tương lai có thể được tăng lương thăng chức. Tề Đẳng Nhàn mặt không chút biểu cảm hỏi, vội vàng đi đầu thai à. Sắc mặt Vương Đông tối sầm lại, quát lớn, đánh thật mạnh vào cho tôi, nếu có đánh đến tàn phế thì cứ giao cho cảnh sát. Đám bảo vệ lập tức lao tới. Bao vây Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan vào bên trong. Không phải cậu muốn bảo vệ đồ con hoang này sao? Tôi muốn xem cậu bảo vệ nó như thế nào. Các người nghe tôi nói đây. Đánh gãy một cánh tay của ả đàn bà này, thưởng 100 vạn. Đánh gãy một bên chân, thưởng 200 vạn. Mọi người nghe đến câu này, không nhịn được mà thốt lên. Đáng đời, ai kêu cô ta không biết sống chết, thế mà lại dám giành chiếc túi đấy với cô Dương. Muốn dùng chiếc túi có cùng phong cách với cô Dương, cũng không nhìn lại bản thân xem có xứng hay không. Nghe mà muốn lên lấy 200 vạn ghê. Dương Quan Quan sợ đến phát run, nước mắt sắp rơi, tay nắm chặt lấy vạt áo của Tề Đẳng Nhàn, nép vào bên cạnh, khiếp sợ như đà điểu vùi đầu vào cát. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn lạnh lẽo, nếu thư ký của tôi rơi một sợi tóc, tôi sẽ cắt một ngón tay của cô. Dương Phỉ Phỉ cười lạnh, để xem cậu có cơ hội đó không. Lên! Vương Đông ra hiệu, đám bảo vệ liền vung gậy cao su chuẩn bị động thủ. Dừng tay! Vào thời khắc quan trọng nhất, một giọng nói lớn truyền đến. Sau khi Vương Đông nhìn thấy người này thì không khỏi kinh ngạc hỏi thư ký Lỗ. Thư lý Lỗ là thư ký riêng của Vương Vạn Kim chính là người giàu nhất Trung Hải, cũng là cấp dưới đáng tin cậy nhất của Vương Vạn Kim. Là thư ký Lỗ, là cấp dưới đáng tin cậy của ngài Vương. Thư ký Lỗ bị kinh động rồi. Cũng phải, tên ngốc này đắc tội với người cao quý như cô Dương, đúng là không biết sống chết. Cô Dương là khách quý của Vương gia, đắc tội với cô ấy, chắc chắn không có kết quả tốt đẹp. Nhìn thấy thư ký Lỗ, mọi người còn tưởng rằng anh ta đến đây vì để chút giận thay Dương Phỉ Phỉ, nhất thời thảo luận ầm ĩ, nhường đường cho anh ta. Tề tiên sinh, thư ký Lỗ đi đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, đứng thẳng lưng, sau đó cúi người 90 độ. Thể hiện sự kính trọng. Bụp, cái cúi người của thư ký Lỗ, trực tiếp làm khung cảnh ở đó bùng nổ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thư ký Lỗ và Tề Đẳng Nhàn, trên khuôn mặt của Vương Đông cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Rốt cuộc Tề Đẳng Nhàn này là nhân vật như thế nào? Cuộc điện thoại vừa nãy, thực sự là gọi cho Vương Vạn Kim. Vương Vạn Kim cử thư ký Lỗ đến, chẳng lẽ họ thực sự bán trung tâm thương mại này cho hắn sao? Dương Phỉ Phỉ ở một bên cũng sửng sốt, tức giận siết chặt bàn tay, Tề Đẳng Nhàn này thật sự lợi hại đến vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.